đạo gia mời nói, như hữu đạo cất giọng, việc mà ta hỏi, thật ra trước kia đã bảo Hồng Nương tìm hiểu qua với nàng, có quan hệ với đông quách hạo nhiên sư phụ của ta, cũng là việc có liên quan khuôn mặt của nàng. Quận chúa không ngại suy nghĩ thật kỹ, lệnh tôn ninh vương xây bá thật sự không lưu lại bất kỳ đầu mối nào chữa khỏi vết thương ở mặt của người sao. Đã có sự tình phân thần, tâm tình của thương Thục thanh cuối cùng cũng ổn định chút ít, thanh âm cũng bình thường chút ít, chỉ có điều hai tay mười ngón vẫn nắm thật chặt bản thân mình. Tạ đạo ra lo lắng, khuôn mặt của Thanh Nhi không việc gì đâu. Nghiêu hữu đạo bưng trà lên uống chầm chậm quận chúa có lẽ không biết, chuyện này không đơn giản liên lụy tới gương mặt của quận chúa, có quan hệ với hạng mục công việc trọng đại khác, cho nên vẫn xin quận chúa suy nghĩ thật kỹ. Quản phương nghi bên cạnh nhếch miệng lên cười chào phúng, cảm thấy tương đối bất mãn đối với trạng thái trầm ổn bình tĩnh của Nghiêu hữu đạo trong nháy mắt có thể đi vào nói chuyện chính sự, đây không phải là lãnh huyết vô tình thì là cái gì ít nhất nàng ta thân là nữ nhân ủng hộ thương thục thanh cảm thấy không đáng giá nàng ta không mù có thể nhìn thấy thương thục thanh cắn môi đến chảy máu đổi lại là nàng nàng hận không thể trực tiếp chọc thùng tấm giấy cửa sổ kia nhìn xem nhà ngươi làm thế nào giả bộ hồ đồ dĩ nhiên nàng ta cũng rõ ràng thương thục thanh không làm được loại chuyện ấy gương mặt đó hoặc ít hoặc nhiều vẫn khiến cho thương thục thanh có chút tự ti cảm giác mình không có tư cách đi làm ý nghĩ xấu không thể giúp một tay chọc thùng cũng là sợ thương thục thanh không chịu nổi sự quyết tuyệt của nhưu hữu đạo một khi hắn ta cử tuyệt ngay trước mặt mọi người loại làm thương tổn đó khiến thương thục thanh cả đời khó quên có lẽ hàm hàm hồ hồ giả bộ hồ đồ mới là lựa chọn tốt nhất có một số việc mọi người đều rõ ràng bao gồm chính bản thân quản phương nghi nàng ta cũng rõ ràng nhưu hữu đạo người như thế làm sao có thể cần loại nữ nhân xấu xí này đạo lý có lẽ khó có thể khiến người ta tiếp nhận nhưng mà đây là thực tế thương thục thanh không biết gương mặt của mình liên lụy tới những việc trọng đại gì không tỉ đích xác hỏi qua ta, ta cũng cẩn thận nghĩ qua, thực tế nghĩ không ra phụ vương đã nói ra đầu mối gì. Người chỉ kêu ta đi thượng thanh tông tìm đông quách tiên sinh, nhưng mà đông quách tiên sinh sớm đã về cõi tiên. như hữu đạo nói, quận chúa, theo ta được biết, ninh vương năm đó và gia sư đã từng mưu đổ bí mật một đại sự, chuyện này không phải chuyện đùa. Tình cảnh của ninh vương ngay lúc đó không có khả năng không làm bất kỳ hậu thủ chuẩn bị, nhất định báo cho quận chúa đầu mối, mà bản thân quận chúa lại là mấu chốt trong chuyện này. Ninh Vương nhất định có nhắn nhủ đặc biệt đối với nàng. Ngón tay gõ nhẹ nhàng lên bàn một cái, có lẽ bởi vì can hệ trọng đại, không đến cuối cùng Ninh Vương không tiện nói rõ với nàng, nhưng nhất định là có ám hiệu. Quận chúa, chi tiết, chi tiết cuộc nói chuyện của Ninh Vương cùng nàng năm đó, nàng hãy suy nghĩ kỹ một chút xem có điều gì sơ sót hay không, cần phải suy nghĩ thật kỹ. Thương Thục Thanh khẽ gật đầu, trái lại nàng dưới sự cố ý dẫn đường của Ngưu Hữu Đạo đã không có tâm tư khống chế nổi tâm tình, bị hắn thuận lợi rời đi sự chú ý. Nhưng mà lúc này không thể tránh khỏi nỗi lòng khó bình, trong đầu cũng không thể tập trung tinh lực nhớ lại chuyện cũ, chỉ có thể nỗ lực suy nghĩ. Ngặt một nỗi dù nàng cố gắng nữa cũng nghĩ không ra manh mối gì, cuối cùng vẫn đánh vỡ trầm mặc lắc đầu nói. Đạo ra, sự việc điều trị gương mặt, phụ vương ngoại trừ kêu ta đi thượng thanh tông tìm đông quách tiên sinh, thật sự không còn phân phó gì khác. Nghiêu hiểu đạo hơi hít mắt, chuyện này, Ninh Vương nói qua với nàng mấy lần, sự tình liên quan tới hạnh phúc suốt đời của con gái, xem ra không phải chỉ một câu nói qua loa thì dẫn đi chứ hả. Thương Thục Thanh suy tư một chút, thật sự không phải dẫn đi vội vàng qua quyết, đứt quáng, phụ vương ngữ trọng tâm trường nói với ta nhiều lần, nhưng mỗi lần lời nói đều không khác mấy, đều là ý tứ kêu ta đi tới Thượng Thanh Tông. Nghiêu Hữu đạo hỏi, nàng là một nữ nhi ra, kêu nàng đi Thượng Thanh Tông, nàng không cảm thấy kỳ quái sao. Dựa vào quan hệ giữa Ninh Vương và Thượng Thanh Tông, chỉ cần truyền tin một cái là có thể đưa người tới, vì sao phải để nàng một nữ nhi ra đường dài bôn ba đi thượng thanh tông chứ quận chúa trong đó nhất định có vấn đề hoặc nói ninh vương đây là làm chuẩn bị để ngừa vạn nhất vạn nhất ông ấy mất kêu nàng đi thượng thanh tông tìm sư phụ ta ta cơ bản có thể khẳng định đây cũng là sự tình mà ông ấy muốn nàng nhớ nói cách khác đây cũng là hậu thủ của ninh vương quận chúa nàng suy nghĩ thật kỹ trong lời nhắn nhủ của ninh vương chắc chắn có manh mối nàng có phải không để mắt đến cái gì hay không nghe hắn vừa nói như vậy thương thục thanh như có điều suy nghĩ đích xác đã nhận ra dị thường không khỏi dần dần tập trung tinh thần suy tư chuyện cũ năm đó quản phương nghi bên cạnh ngấm lại cũng thế đúng rồi ta lúc đó vì sao không nghe ra vấn đề trong đó chứ nàng không khỏi liếc mắt nghiêu hữu đạo phát hiện cùng một chuyện đặt trong tay của hai người khác nhau quả nhiên sẽ xuất hiện kết quả không giống nhau nhưng mà thương thục thanh vắt hết óc cũng thực tế nghĩ không ra có chỗ nào bị bản thân mình không để mắt đến không khỏi ngước mắt nhìn Nghiêu Hữu Đạo lắc lắc đầu. Chương 2113, Bích Huyết Đan Tâm 2. Không nên vội, Nghiêu Hữu Đạo an ủi một tiếng, đưa tay kéo giấy và bút mực đặt trên bàn, đẩy tới trước mặt Thương Thục Thanh. Quận chúa, nàng nói vương gia nhiều lần nói với nàng đều là lời lẽ giống nhau, nàng không ngại viết ra lời nhắn nhủ mỗi lần của vương gia đối với nàng, tạo thành nội dung của mặt chữ, có lẽ so với nàng nghĩ không hề hữu dụng, cũng có thể giúp nàng nghĩ ra điều gì. Thương Thục Thanh làm theo, nâng bút chấm mực châm trước đặt bút nét chữ xinh đẹp dễ nhìn nghiêu hữu đạo ở đối diện nhắc nhở từ từ suy nghĩ từ từ viết không nên gấp ninh vương nói tới người nào hoặc nói tới chuyện gì hoặc nói tới vật phẩm gì có thể nhớ lại cũng đừng để thất lạc có thể nhớ lại đều tận lực viết xuống ra nàng coi như là nhớ đến câu chuyện các loại tình cảnh sự vật cần phải viết rõ ràng thương thục thanh vừa viết vừa gật đầu viết từ từ hồi ức có thể biết cực hạn sau khi tạo thành văn tự hồi ức quả nhiên có điều trợ giúp nàng viết viết chợt ngẩng đầu hỏi, kiếm có tính không, có thể nhớ lại đều tính hết, chỉ cần là Ninh Vương nhắn nhủ đề cập qua, đều viết xuống. Nghiêu hữu đạo gật đầu, chợt ngẩn ra, kiếm gì, thương thục thanh đáp, bội kiếm của đông quách tiên sinh, phụ vương năm đó giao cho ta, kêu ta mang kiếm đi thượng thanh tông. Nghiêu hữu đạo từ từ đứng lên, chính là thanh kiếm mà nàng đã giao cho ta khi ta và nàng gặp lần đầu trước đây đúng không? Thương thục thanh gật đầu, đúng vậy, Đông Quách Tiên sinh năm đó giao bội kiếm cho phụ thân. Nàng ta chưa nói xong, bộp một tiếng. Như Hữu đạo giơ tay lên vỗ xuống cái chán, nhớ tới cũng không biết có phải trách thương Thục Thanh hay không. Quận chúa vật trọng yếu như vậy, trước đây sao nàng không nhớ nhắc tới chứ? Thương Thục Thanh bỗng nhiên bị hỏi có chút lúng túng, không biết nên giải thích như thế nào. Lúc trước thời điểm Quản Phương nghi hỏi nàng, chỉ hỏi nàng có biện pháp gì điều trị gương mặt hay không. Nàng chỉ biết đi tìm Đông Quách Hạo Nhiên đích thật là không nghĩ tới trên thân kiếm nguyên nhân ư quản phương nghi cùng nàng cũng không biết liên lụy tới chuyện gì một người hỏi việc điều trị gương mặt một người thì trả lời cho việc đó phương hướng hỏi và phương hướng đáp đều không toàn bộ cho nên cũng không thể chỉ trách hai người như hữu đạo thấy nàng lúng túng cảm giác mình dường như làm sai chuyện gì vừa cười khổ vừa phất tay áo được rồi chuyện này cũng không thể trách nàng chỉ trách bản thân ta đồ vật mà ta rõ ràng chính mắt thấy qua không ngờ lại không nghĩ tới hắn quay đầu lại lập tức hỏi quản phương nghi kiếm đâu quản phương nghi nghe đã hiểu biết được nghiêu hữu đạo hỏi là bội kiếm đó trả lời vẫn còn bày biện trong phòng ta nghiêu hữu đạo nói lập tức mang tới sự tình dường như rất trọng yếu quản phương nghi không rông dài gì cả nhanh chóng xoay người mà đi nghiêu hữu đạo ngồi xuống cười nói với thương thục thanh bứt rứt bất an không sao quận chúa mời dùng trà thương thục thanh đáp ừm một tiếng chậm chậm ngồi xuống sau khi bưng chén trà nhỏ nhấp một ngụm lại thử hỏi đạo gia xin hỏi phụ vương mưu đồ bí mật đại sự gì lại có quan hệ cùng thanh nhi chứ cô cũng không biết bản thân mình làm chế nãi đại sự dạng gì trong nội tâm thật sự rất bất an nghiêu hữu đạo nhìn chằm chằm mặt của nàng chăm chú nhìn thêm đáp quận chúa chuyện xác thực can hệ trọng đại trước khi chưa xác nhận kết quả vẫn chưa thích hợp nói cho nàng biết bất quá ta có thể cam đoan với nàng khi có được kết quả giấu diếm ai cũng sẽ không giấu diếm nàng bởi vì chuyện này cần nàng tự mình đi đối mặt trừ nàng ra người khác cũng không thể giải quyết nếu như sự tình không sai phụ vương của nàng hẳn phải lưu lại vài thứ cho nàng nói cách khác phụ vương của nàng vì nàng để lại phương pháp xử lý tiêu trừ vết sẹo trên mặt nàng phương pháp xử lý tiêu trừ sao thương thuộc thanh theo bản năng giơ tay lên vuốt ve mặt mình như hữu đạo gật đầu tiếp tục nói quận chúa vẫn là câu nói kia chuyện này liên quan trọng đại cuộc nói chuyện của ta hôm nay cùng nàng nàng không thể nói cho bất kỳ kẻ nào cũng không thể nói cho đám người vương gia của nàng biết. Nếu không vương gia bọn họ không biết nặng nhẹ, một khi tiết lộ ra ngoài, chẳng những tánh mạng của nàng khó giữ được, toàn bộ vương phủ không người nào có thể may mắn thoát khỏi, chỉ sợ toàn bộ Nam Châu đều phải máu chảy thành sông. Thế lực của Nam Châu Hệ sẽ nhận lấy một cuộc huyết tẩy, không phải là người khác xuất thủ, mà sẽ chọc đến lục thánh tự mình động thủ. Ta đây không phải bắn tiếng đe dọa, nàng hiểu chưa? Hắn dứt lời quay đầu lại liếc nhìn Ngân Nhi đang thật nhàm chán hết nhìn đông tới nhìn tây, cảm thấy cuộc nói chuyện phức tạp như vậy cái đồ tham ăn này hẳn là nghe không hiểu thương thục thanh khó có thể tin không biết phụ thân của mình rốt cuộc ngưu đồ bí mật gì lại có thể kéo đến phiền toái lớn này lại có thể biết dẫn đến lục thánh động thủ sau khi nàng ta khẽ gật đầu lại thử hỏi một câu đạo ra việc ngài còn sống ca ca ta biết không nghiêu hữu đạo mỉm cười dĩ nhiên hắn biết chứ nếu không ca ca nàng nào dám chứa chấp người của mao lư biệt viên bị tử kim động truy đuổi Mông Soái và Lam Tiên Sinh đều biết, giới hạn ba người bọn họ. Đúng rồi, nếu như quận chúa có thể làm được, ta đề nghị quận chúa đừng để đám người vương ra lúng túng, đừng cho bọn họ biết được nàng cũng biết, nàng cứ làm như bản thân không hề biết ta còn sống. Việc ta còn sống, một khi để lộ tin tức, chắc chắn sẽ chọc cho thánh cảnh đại khai sát giới đối với Nam Châu. Thương Thục Thanh lại yên lặng gật đầu, Thanh Nhi đã biết, lúc này, quản phương Nhi đi nhanh về nhanh đã trở lại, lấy ra bội kiếm đưa cho Ngưu Hữu Đạo, Nghiêu Hữu Đạo tiếp kiếm tới tay, đứng dậy đi ra trường án, cầm kiếm cẩn thận Chu Đáo. Bảo kiếm theo hắn nhiều năm từ đầu tới giờ không rời, hắn vẫn chưa bao giờ nhìn cẩn thận như vậy. Thương Thục Thanh thấy Ngân Nhi vẫn đang níu quần áo của Nghiêu Hữu Đạo không ngại, nàng cũng đứng dậy đi tới, kéo Ngân Nhi đến bên cạnh mình, tránh làm trễ nải đạo ra làm việc. Ba người bên cạnh đều chú ý nhất cử nhất động của Nghiêu Hữu Đạo. Ngân Nhi đối với bộ dạng Nghiêu Hữu Đạo cầm thanh kiếm qua qua quơ lại cảm thấy có ý tứ bảo kiếm ở bề ngoài không nhìn ra manh mối gì, xoẹt. Nghiêu hữu đạo đột rút kiếm ra khỏi vỏ, quan sát thân kiếm sáng như tuyết, ánh mắt đột nhiên như ngừng lại trên bốn chữ tại thân kiếm. Bốn chữ bích huyết đan tâm, trước kia vẫn chưa suy nghĩ nhiều, lúc này đột nhiên cảm thấy phá lệ trói mắt. Hắn hít mắt lại, tiếp đó lộ ra nụ cười khẽ. Xem ra thật sự có khả năng chính là thanh kiếm này, bên trong có thể có chút manh mối. Quản phương nghi không hiểu, sau khi người đi thánh cảnh, kiếm này trên tay ta, ta nhàn dỗi nhàm chán cũng nhiều lần lấy ra xem qua vẫn chưa nhìn thấu manh mối gì vấn đề ở chỗ nào như hữu đạo đáp nó trên tay ta đã nhiều năm như vậy đã từng nhiều lần lấy ra cùng người giao thủ cường thế cứng đối cứng ta cũng không phát hiện vấn đề gì ngày hôm nay nếu không phải được sự nhắc nhở của quận chúa ta chỉ sợ vĩnh viễn cũng sẽ không nhầm vào bốn chữ bích huyết đan tâm này đi suy nghĩ thấu đáo quản phương nghi mờ mịt vẻ mặt chăm chú nhìn chăm chăm bốn chữ kia quan sát nhiều lần nhìn không ra manh mối gì, không khỏi gương mặt hồ nghi. Thương Thục Thanh lại như có điều suy nghĩ thử hỏi một câu. Đạo gia, ý của ngài là chỉ kiếm này phải trong lửa mới có thể thấy chân tướng hay sao? Nghiêu hữu đạo nhìn nàng một cái, nở nụ cười. Quận chúa thông tuệ, một câu nói chúng. Thương Thục Thanh hơi ngượng ngùng. Thanh Nhi chỉ tùy ý đoán chút thôi. Nghiêu hữu đạo nói với quản phương nghi. Nàng đi chuẩn bị một chút, chân tướng như thế nào thử một chút liền biết. Chuẩn bị cái gì nha? Quản Phương Nghi có chút nóng nảy, ngay cả Thương Thục Thanh đều nghe hiểu, nàng ta vẫn chưa hiểu rõ ý gì, có loại cảm giác chỉ số thông minh bị nghiền ép. Hai người các ngươi giờ chờ bí hiểm gì chứ, nói rõ ra xem, chuyện gì xảy ra. Chương 2114, bản đồ của Bảo Kiếm 1. Thấy bộ dạng ngoạn vị trêu chọc của Ngưu Hữu Đạo, nàng ta lập tức nhìn chằm chằm về phía Thương Thục Thanh. Thương Thục Thanh ngại ngùng, thử giải thích, bốn chữ, Bích Huyết Đan Tâm, trên thân kiếm này một lời hai ý nghĩa, dưới tình huống bình thường ngụ ý kiếm này hết sức chân thành, lại che giấu tai mắt người, làm người ta không suy nghĩ nhiều đối với kiếm này. Nếu như trên thân kiếm có huyền cơ nan giải khác, thì hai chữ, đan tâm, đủ để ám dụ trong kiếm ẩn chứa có cơ mật. Như vậy bốn chữ rất có thể là chìa khóa bí mật khai mở huyền cơ. Không tỷ, nói ngắn gọn, kiếm này loại tình huống nào có thể hiện ra hình dáng đan tâm huyết hồng chứ? Khi rèn lửa thì thân kiếm đỏ bừng, quản phương nghi thốt ra, đã bừng tỉnh đại ngộ, Bên ngoài mật thất có người tiến vào, một là Vân Cơ đã an trí xong lữ vô xong, một là Viên Cương cầm trong tay mật thư. Hai người cùng nhau đi vào gặp được Thương Thục Thanh lại đang ở nơi này, thấy đạo gia tháo mặt nạ xuống, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Thương Thục Thanh nhìn thấy Viên Cương cũng thật bất ngờ, kinh ngạc. Viên gia, một số tình huống nàng ta ít nhiều có nghe phong phanh, biết được Viên Cương trở thành thánh tử của ma giáo, biết hắn mất tích, cũng nghe nói hắn bị người chém đứt một cánh tay. Không phải hắn đã mất tích sao? tại sao lại ở chỗ này, còn có hai tay hoàn hảo không bị gì, nàng ta ý thức được bí mật của người nơi này có thể vượt quá tưởng tượng của nàng. Viên cương hơi gật đầu chào hỏi, quận chúa, xoẹt, bảo kiếm trong tay nghiêu hữu đạo cha vào bao, hắn nói với thương thục thanh. Nghe nói quận chúa xây cho ta một ngôi mộ chôn quần áo và di vật đúng không? Thương Thục Thanh cảm thấy lúng túng khi bị hỏi tới vấn đề này, nàng gật đầu một cái. Nghiêu Hữu Đạo nói tiếp, nghe nói quận chúa nhớ tới tình xưa, thường đi tế điện, như mỗ tâm tồn cảm kích. Giờ này quận chúa đã biết ta còn sống, chuyện mộ chôn quần áo và di vật vẫn hy vọng quận chúa giống như trước đây, tiếp tục như thường đi, không được để cho người hoài nghi. Viên cương, vân cơ, quản phương nghi theo bản năng ánh mắt chạm vào nhau, đều đã nhận ra, mộ chôn quần áo và di vật có ý nghĩa đối với thương thục thanh bị đạo gia bình bình đảm đảm giáng xuống. Hoặc nói là bị đạo gia làm như không thấy, thật không biết tâm tình của Thương Thục Thanh lúc này đến mực nào. Thương Thục Thanh mặt lộ nụ cười gượng ép, đạo gia yên tâm, thanh nhi đã rõ rồi. như hữu đạo lại nói, quận chúa không nên ở chỗ này lâu, dễ làm cho người ta sinh nghi. ta chỗ này còn có chút sự việc phải xử lý, không thể lưu lại quận chúa rồi. thương thục thanh ừm một tiếng, hơi hạ thấp người, là thanh nhi mạo muội quấy dày, thanh nhi xin phép cáo lui. như hữu đạo nghiêng đầu chào một cái, quản phương nghi lúc này tiến lên đưa tay, tiến thương thục thanh rời đi. có thương thục thanh trong coi, ngân nhi coi như nghe lời mặc dù không nguyện rời khỏi Ngưu Hữu Đạo, nhưng mà vẫn bị Thương Thục Thanh mang đi, tới thế nào thì đi thế đấy. Ngưu Hữu Đạo cầm ngang kiếm trong tay nhìn, trong lòng cảm khái vạn phần, không có gì bất ngờ xảy ra. Mấu chốt của bí mật mà bản thân mình muốn tìm một mực vẫn ở bên cạnh mình. Có một số việc đừng nói Thương Thục Thanh, ngay cả hắn cũng không nghĩ tới. Thương Thục Thanh không để mắt đến thanh kiếm này, hắn cũng đồng dạng không để mắt đến nó. Hiện tại quay đầu ngẫm lại, Đông Quách Hạo Nhiên giao bội kiếm cho Ninh Vương làm tín vật, Ninh Vương lại đưa thanh kiếm về Thượng Thanh Tông, Đông Quách Hạo Nhiên lấy tư cách năm đó lo liệu sự việc đích xác có khả năng lưu lại ẩn ý trong thanh kiếm này, sơ sót, đích thật là sơ sót. Thời điểm vừa mới hỏi thương Thục Thanh, hắn chỉ muốn chuyển đổi đề tài. Vấn đề mà năm đó kêu quản phương nghi hỏi qua, không tìm được đáp án, hắn không cho là thương Thục Thanh có gì che giấu. Sự việc mà quản phương nghi hỏi không ra, hắn cũng không cho là mình có thể hỏi ra cái gì, ai ngờ biến khéo thành vụng không ngờ lại thật sự bị hắn hỏi ra manh mối thật ra có một số việc là chú định đấy, hắn cho dù hiện tại không hỏi thương thục thanh, tương lai một ngày nào đó cũng nhất định vẫn sẽ hỏi. Viên cương xích gần hỏi, ngân nhi nhanh như vậy đã làm ngươi lộ rồi sao? Nghiêu hữu đạo đáp, sớm biết tên hám ăn đó không đáng tin cậy, thật đúng là không có chút nào đáng tin cậy, sau này mọi người cũng cẩn thận một chút. Hắn không muốn nói thêm về chuyện này, liếc mắt nhìn tín thư trong tay đối phương. Có chuyện gì sao? Viên cương giao thư cho hắn. Tây Hải Đường muốn hẹn ngươi gặp mặt. Nghiêu Hữu Đạo hỏi, có nói là chuyện gì không? Viên Cương đáp, không có nói. Nghiêu Hữu Đạo hơi suy tư, đoán chừng hay là muốn biết chuyện của Lữ Vô Song. Hồi âm với hắn, nói ta tạm thời không rãnh, thuận tiện giải thích một chút, nói giờ này cùng Lữ Vô Song là quan hệ hợp tác, những lời giải thích khác không cần thiết. Mặt khác, khiến cho hắn chú ý một chút động tính của Lục Thánh. Một lúc sau, Quản Phương Nhi đã trở lại. Nghiêu Hữu Đạo phân phó nói, nhà bếp của Nam Sơn tự có dùng ống bế của lửa, nàng đi tới chỗ viên phương chuẩn bị một chút không cần nói rõ chuyện liên quan ta trong chốc lát sẽ đi qua quản phương nghi nhìn kiếm trong tay hắn hiểu được ý gì gật gật đầu đã đi ra chính nàng ta cũng rất mong đợi nghiêu hữu đạo giải thích với những người khác là chuyện gì xảy ra lần nữa đeo mặt nạ giả vương khiếu sau đó cùng vân cơ rời đi hắn đi lại ở mao lư biệt viện hiện giờ chỉ dùng thân phận người hầu của vân cơ có vẻ thích hợp viên cương không nên lộ diện tiếp tục lưu thủ dưới đất có chuyện gì bần tăng đến là được, có thể nào khiến đương ra làm loại công việc của người hầu này. Lão Hùng, người xong chưa, cút đi. Vân cơ và nghiêu hữu đạo mới vừa đi tới ngoài nhà bếp của Nam Sơn Tự, liền nghe được thanh âm nịnh hót của viên phương. Mao lư biệt viện giờ này, đạo gia chết rồi, viên cương không thấy, một cách tự nhiên đều xem quản phương nghi trở thành chủ nhà, nhất là viên phương càng hận không thể ôm đùi. Hai người vân cơ đi tới cửa thấy viên phương ủ rủ âu sầu bị đuổi ra khỏi viên phương liên tục gật đầu cúi người với hai người tới vân sơn chủ nơi này không có chuyện của ngươi vân cơ nhắc nhở một tiếng liền vào nhà bếp nghiêu hữu đạo ôm cánh tay canh giữ ở cửa viên phương cười hề hề vui vẻ với nghiêu hữu đạo cáo lui tại nhà bếp sau khi lửa được đốt cháy quản phương nghi ở bên trong gọi một tiếng được rồi nghiêu hữu đạo nhìn chung quanh cũng xoay người tiến vào chỉ thấy quản phương nghi đã ở cạnh nhà bếp dùng sức kéo đẩy ống bể Nghiêu hữu đạo cuối người nhìn xem ngọn lửa hừng hừng bên trong lòng bếp, kiếm trong tay ra khỏi vỏ, ném bảo kiếm trực tiếp vào trong lòng bếp. Thân kiếm biệt vô âm tín trong ngọn lửa hừng hực cực nóng. Vân cơ bên cạnh nhìn không hiểu đang làm gì, trước đó hỏi quản phương nghi, nàng ta lại kêu nàng đừng hỏi nhiều. Đa số vũ khí của tu sĩ thiên hạ dùng xuất thân từ khí vân tông của Tống Quốc. Trình độ sắc bén của vũ khí do người bình thường rèn nên không tranh cãi, trước tiên lực kháng đòn chính là giữ rằn vũ khí như vậy gặp tu vi cao, rất dễ dàng bị phá hủy. Cho dù thanh bội kiếm này của đông quách hạo nhiên là ai rèn nên, sức chịu đựng cũng không bình thường, sau khi bỏ thêm vài đợt lửa than, mới thấy thân kiếm biến thành đỏ bừng. Lúc này Nghiêu Hữu Đạo nhìn chăm chú vào bên ngoài lòng bếp, mới thi pháp biến thành chảo chụp một cái, cách không thu vật, bảo kiếm bên trong lòng bếp mang theo hỏa tính bay ra, thi pháp ra chỉ xuống, nổi ngay trước mặt Nghiêu Hữu Đạo. Quản phương nghi biết rõ tình hình không khỏi tiến tới tra xét, Phân Cơ cũng đến gần nhìn xem là chuyện gì xảy ra. Thân kiếm đã bị đốt đỏ bừng, sau khi hơi đảo lộn, hai tay của Ngưu Hữu Đạo thi pháp, bảo kiếm ngừng di động, chỉ thấy một mặt trên thân kiếm có chữ Bích Huyết Đan Tâm. Chương 2115, bản đồ của bảo kiếm 2. Xuất hiện hắc tuyến đồ văn trong đỏ bừng, nói chính xác là một tấm bản đồ. Quản Phương Nghi đưa tay chỉ, "Ngươi nhìn xem." Ngưu Hữu Đạo đã thấy, đưa mắt nhìn chằm chằm, phát hiện là một tấm bản đồ sơn thủy, bên trong có một sơn trang hắn lúc này thi pháp nhãn nhìn kỹ sau khi xem xét rõ ràng bố cục sơn trang hơi sợ run phát hiện chính cái sơn trang này không ngờ đã từng đi qua sơn trang này không ở chỗ khác dĩ nhiên cũng ở nam châu cảnh nội tại huyện thương ngô thuộc đất phong của ninh vương mà tòa sơn trang này đương nhiên đó là tòa vương phủ biệt viện do ninh vương để lại lúc trước cùng đám người thương chiêu tông lúc đặt chân ở huyện thương ngô sẽ ngộ ở đấy không sai thời gian ngộ ở đấy không ngắn hắn rất quen thuộc đối với bố cục của sơn trang ấy ngay cả sơn thế xây dựa vào núi của Sơn Trang cũng giống nhau như đúc. Thêm nữa vật này có quan hệ với Ninh Vương, có thể tưởng tượng được, khả năng sai lầm càng trở nên cực kỳ bé nhỏ. Như hữu đạo tâm tồn hồ nghi, chẳng lẽ chỗ kia chính là địa phương bí tàng 10 vạn quả. Ngẫm lại cảm thấy rất không có khả năng, ở đã lâu như vậy, nếu là địa phương có thể bí tàng 10 vạn quả, tất nhiên âm khí sâu nặng, không có khả năng không có một chút phát hiện. Đợi tới khi hắn nhìn kỹ bản đồ, phát hiện thân kiếm đỏ bừng đã từ từ thành màu đen của màn đêm. Đồ văn phía trên đã nhìn không rõ rồi, lúc này lần nữa ném bảo kiếm vào trong lòng bếp. Tăng thêm lửa, quản phương nghi hiểu rõ, nhanh chóng đi tới cạnh ống bể lần nữa dùng sức kéo đẩy. Bởi lượng nhiệt dư thừa được gia trì trước đó, bảo kiếm lần này nhanh chóng chuyến sang màu đỏ. Như hữu đạo lần nữa thì pháp ra lơ lửng, đồ văn trên thân kiếm lại xuất hiện. Hắn nhìn chằm chằm bản đồ lần nữa quan sát tỉ mỉ, phát hiện không ổn, trên bản đồ này cho thấy có một dòng sông nhưng mà hắn đã ở qua sơn trang bên cạnh sơn trang căn bản không có con sông chỉ có dòng suối nhỏ giữa núi hắn chợt hiểu rõ đấy là mạch nước ngầm bên cạnh sơn trang mặc dù không có con sông nhưng dưới đất của sơn trang có một mạch nước ngầm con sông trên bản đồ hẳn là chỉ mạch nước ngầm kia chẳng lẽ địa điểm của mục tiêu ở dưới đất giữa sông sao hắn nhanh chóng nhìn chằm chằm con sông nọ tra xét quả nhiên phát hiện dị thường địa phương chỗ khúc cong của con sông phát hiện một chữ viết nho nhỏ, không thi pháp nhãn nhìn kỹ, thật đúng là sẽ không để mắt đến, chỗ khúc cong viết một chữ ninh. Nho nhỏ, toàn bộ con sông nhìn từ đầu tới đuôi, không có những dị thường khác, vị trí liên thông tòa thôn trang bí ẩn này cũng không có biểu thị, nếu nói là chỗ đặc thù, thì chỉ có chỗ ghi chữ ninh. Kia mà thôi, cái này biểu thị kỳ địa không ngờ chính là mục tiêu vị trí của đấy, nhưng hắn hiện tại cũng không dám trăm phần trăm xác nhận. Chỉ có sau khi tự mình đi hiện trường xác minh mới có thể xác nhận trên thân kiếm màu đỏ bừng lần nữa ảm đạm xuống như hữu đạo đột nhiên đưa tay nắm lấy chuôi kiếm một tay kia cũng hai ngón tay trên thân kiếm ấn chặt trượt một cái không ngờ lại tự dưng dẫn suốt một đoàn liệt diễm bay vào trong lòng bếp hồng nhiệt trên bảo kiếm biến mất trong nháy mắt hắn trở tay vù một tiếng bảo kiếm đã về trong vỏ kiếm cắm trên mặt đất sau đó chụp vỏ kiếm nâng kiếm nắm trong tay thấy hắn thu kiếm rồi quản phương nhi thử hỏi có thể nhìn ra manh mối không như hữu đạo khẽ gật đầu quản phương nhi lại hỏi bản đồ biểu thị là địa phương nào như hữu đạo nhìn nàng ta một cái ta đã trong lòng hiểu rõ quản phương nghi lập tức gương mặt khinh bỉ biết hắn không chịu nói hỏi nữa cũng vô dụng đừng nói nàng vân cơ bên cạnh đồng dạng nhìn chằm chằm cẩn thận tra xét cũng không nhìn ra manh mối gì ra người chưa ở qua sơn trang ấy đột ngột thấy một tấm bản đồ như vậy lại không có địa danh đánh dấu thiên hạ lớn như vậy sơn sơn thủy thủy nhiều như vậy một mảnh bản đồ có trời mới biết ở chỗ nào chỉ có điều vân cơ lại nhận ra thanh kiếm này là bích huyết đan tâm bội kiếm của ngưu hữu đạo nàng theo hắn đã nhiều năm như vậy đột nhiên lấy ra chiêu thức này còn từ trên thân kiếm làm ra bản đồ nàng ta hiểu phương diện này khẳng định ẩn dấu bí mật gì nàng ta cũng liên tưởng đến trên người đông quách hạo nhiên bởi vì cũng biết kiếm này vốn chính là của ông ấy ngưu hữu đạo đứng trước bếp ánh lửa lập lòe cũng rơi vào trầm tư nhớ tới sự việc năm đó đi vào mạch nước ngầm nghe nói ninh vương trước kia ở một vùng chinh chiến ấy Mạch nước ngầm là dưới chướng của Ninh Vương trôn cất tướng sĩ trong lúc vô tình phát hiện. Trốn chiến trường kia sau đó sở dĩ trở thành đất phong của Ninh Vương là chính ông ấy yêu cầu với triều đình. Giờ này xem ra, Ninh Vương trước kia yêu cầu với triều đình Yến Quốc về vùng đất phong kia không thể không có nguyên nhân, chỉ sợ không chỉ có một thôn trang bí ẩn đơn giản như vậy. Cái thôn trang kia rất có thể đã bị che giấu sau khi chuyện xảy ra, tra được người của thôn trang từ đó phát hiện bí mật của Ninh Vương, dĩ nhiên không tiếp tục tra xét những thứ tất yếu khác cũng chính vì che đậy bí mật của khu đất phong mà Ninh Vương chân chính yêu cầu đó. Nói cách khác, cái thôn trang đó là vật hy sinh mà Ninh Vương dự sẵn để ngừa vạn nhất. Nếu thật sự là như thế, thì năm đó hẳn không chỉ phát hiện mạch nước ngầm đơn giản như vậy, hiển nhiên còn có phát hiện gì khác lạ, chỉ có điều bị Ninh Vương có ý che giấu. Mà hết thảy điều này tập hợp lại, chỉ sợ sẽ là nguyên nhân tấm bản đồ được ghi trên bội kiếm của Đông Quách Hạo Nhiên. Những người đó của Ninh Vương âm thầm tại mảnh đất ấy tiến hành một bí mật lớn kinh thiên, Nghiêu Hiếu Đạo sau khi đã có đại khái suy đoán và phán đoán đối với tiền căn hậu quả, hắn âm thầm lắc đầu, nếu đúng như thế, vậy thì đám người Ninh Vương quả thật điên rồi. Vì che giấu cơ mật, không ngờ lại không tiếc mang toàn bộ người của thôn Trang Bí ẩn làm vật hy sinh, phải biết người núp ở thôn Trang tránh đời, đa số đều là tâm phúc bộ hạ cũ của Ninh Vương. Trước kia ngay cả Mông Sơn Minh cũng có mặt trong đó, đây là đã làm xong chuẩn bị ngay cả Mông Sơn Minh cũng cùng nhau hy sinh hết à? Bất quá nói đi thì nói lại, chính vì vậy một khi bị người phát hiện, mới có thể chứng minh đó chính là bí mật chân chính của Ninh Vương, mới có thể không khiến cho người ta hoài nghi, mới có thể ẩn giấu chân tướng càng tốt hơn. Mông Sơn Minh cầm binh tác chiến mặc dù sắc bén, nhưng mà dù có sắc bén cũng không so bằng uy lực của 10 vạn quả. Mông Sơn Minh chỉ huy thiên quân vạn mã đối mặt cũng phải bị bình định, bên nào nặng bên nào nhẹ để cân nhắc, không khó hiểu với quyết định của đám người Ninh Vương đưa ra. Vì bí mật này, Ninh Vương có thể nói ngay cả nữ nhi ruột thịt của mình đều dính vào, gương mặt quỷ kia. Đi về thôi, Nghiêu Hữu Đạo tỉnh táo lại buông tiếng thở dài. Ba người cứ vậy rời khỏi nhà bếp, ngày từng ngày sau đó, quản phương nghi có thể nói mỗi ngày nhìn chăm chú Nghiêu Hữu Đạo. Mọi người hiếu kỳ, nhất là đối với các loại cái thứ của địa đồ bảo tàng, quản phương nghi tin tưởng Nghiêu Hữu Đạo đã có được bản đồ nhất định muốn đi tìm bảo, nàng ta cũng muốn đi theo nhìn một chút. Nhưng mà tình huống khiến cho nàng có chút thất vọng, Nghiêu Hữu Đạo an tâm ở đây, dường như không hề có ý tứ rời đi. Không ngờ rằng, nhiều Hữu đạo cũng muốn đi xác nhận một chút biểu thị trên bản đồ, nhưng mà tình huống trước mắt làm hắn tạm thời không tiện rời đi. Nếu lời nói của Lữ Vô Song là thật, hậu quả rất nghiêm trọng, ứng đối tình thế nguy hiểm mới là khẩn yếu nhất, chuyện trọng yếu nhất trước mắt là xác nhận tình trạng của Lục Thánh. Dược cốc, độc nhãn Nguyên Phi đến rồi, tiến vào bên trong dược phòng tràn đầy mùi thuốc, thấy thầy trò quỷ y đang chuyển bình bình lọ lọ. chương 2116, đạo gia, cứ như vậy đi. Quỷ y nghiêng đầu nhìn một cái giật mình, dừng công việc đang làm lại, chắp tay nói. Thánh phi đại giá quang lâm, không từ xa tiếp đón. Vô tâm đi theo bên cạnh hành lễ, nguyên phi ép bản thân mình lộ ra nụ cười, là ta đường đột tới chơi quấy giày hắc ly tiên sinh. Quỷ y nói, không quấy giày, thánh phi pháp giá tới đây, chắc là thánh tôn có dặn dò gì, tiểu lão nhi cung kính xin nghe. Nguyên phi xua tay, cười nói, tiên sinh suy nghĩ nhiều rồi, ta lần này đến chỉ muốn hỏi một chút tiên sinh, tiên sinh không phải nói sẽ tìm chồng mắt thích hợp cấy ghép cho ta sao? Vì sao ta lại nghe nói tiên sinh luôn luôn ở bên trong dược cốc? Tiên sinh dường như không có ý định ra ngoài tìm cho ta. Không phải thế, quỷ y lắc đầu, đưa tay cầm một lọ thuốc bày ra. Lần trước vì để tìm chồng mắt thích hợp cho thánh tôn, gần như đã dùng hết phối dược của ta, tiểu lão nhi giờ này đang chuẩn bị một lượng lớn phối dược, chuẩn bị cho việc xuất hành. Thánh phi cũng biết, trong mắt thích hợp cũng không phải nói tìm là có thể tìm được, không phối đủ thuốc lại đi hành sự sợ là không được, chốc nữa lại ra ngoài không bao lâu không làm được lại phải trở về. Thì ra là thế, Nguyên Phi liên tục gật đầu, không biết đối phương nói thật hay giả, hiện tại lại không dám đắc tội đối phương, chỉ có thể khách khí. Chỉ có điều vẫn không nhịn được nói, tiên sinh cần mau chóng làm, nếu có gì cần, cứ việc lên tiếng. Quỷ Y nói, chuyện này không có biện pháp mau chóng được, chỉ có thể làm từng bước, muốn nhanh cũng được, chỉ có điều ta và ngươi cũng không thể ra sức. Nguyên Phi chỉ sợ hắn cố ý lề mề, vội nói. Có cách nào mau chóng không ngại nói nghe một chút, có lẽ ta có thể giúp một tay. Quỷ y đặt lọ thuốc xuống, nói như thế, dù có trong mắt của người khác thích hợp, ánh mắt của người khác lắp lên trên người ngươi, người hoặc ít hoặc nhiều cũng sẽ có chút ít không hợp. Chân chính hoàn mỹ vô khuyết đấy, chỉ có chính ngươi. Ngươi hỏi một chút thánh tôn có nguyện ý cho ngươi chồng mắt kia hay không? Nếu như thánh tôn nguyện ý, hết thảy vấn đề đều không là vấn đề, người cũng có thể hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu nguyên phi không nói nên lời mấy ngày sau chuyện của nhà bếp viên cương tiến vào mật thất sắc mặt nặng nề hai lá mật thư cùng nhau đặt trên bàn của ngưu hữu đạo xa như lai like hồi âm rồi còn có tin tức của hồ tộc xa như lai like cùng nhau chuyển đến ngưu hữu đạo chú ý tới thần sắc của hắn cầm hai phong thư tới tay cha xét lá thứ nhất là tin của ngân cơ từ hồ tộc ngân cơ báo cho biết bên phía nàng ta dựa theo nơi này bố trí hẹn được ngũ thánh ngoài la thu ra chạm mặt Kết quả ngũ thánh cho đến nay không ngờ lại không có một người đến nơi hẹn, thử hỏi nơi này làm sao bây giờ? Đối với cái kết quả này, Nưu Hữu Đạo không tính là quá mức bất ngờ. Thánh La Sát đột nhiên chạy ra khỏi điệp mộng huyễn giới xâm nhập nhân gian, hắn lúc đó đã biết kế hoạch xuất hiện bất ngờ. Việc đột nhiên xuất hiện của Thánh La Sát và kế hoạch của chính mình nổi lên xung đột, có thể sẽ ảnh hưởng kế hoạch của chính mình, giờ này xem ra quả nhiên như thế. Nưu Hữu Đạo đặt phong thư này sang một bên, hắn dặn dò nói: "Hồi tin Nói cho nàng ta biết, ta đã biết được, kêu nàng ta tạm dừng chạm chán cùng ngũ thánh, chờ thông báo của ta. Viên cương ừ xong một tiếng, lại nhìn chằm chằm nghiêu hữu đạo không rời. Ánh mắt của nghiêu hữu đạo đã rơi lên phong thư thứ hai, mày dần dần nhíu lại. Xa như lai báo cho biết, thời gian gửi thư tín dừng lại. La Thu vẫn chưa trở về thánh cảnh, người canh giữ tại cửa ra vào của thánh cảnh cũng chưa thấy mấy thánh khác quay trở về thánh cảnh. Đại La Thánh Địa nhận được truyền tin của La Thu, La Thu bày tỏ, tạm thời sẽ không trở về, khiến cho các đệ tử của Đại La Thánh Địa cần phải từng người thực hiện tốt chức trách, có chuyện quan trọng có thể khẩn cấp truyền tin cho hắn. Thêm một tin khác chính là, La Thu điều một ít nhân thủ đi từ Đại La Thánh Địa. Tình huống phản hồi từ cửa ra vào của Thánh Cảnh xem ra, mấy Thánh khác cũng đồng dạng có điều dụng nhân thủ ra Thánh Cảnh. Có thể xác định, Lục Thánh vẫn còn ở nhân gian, nhưng mà xa như lai căn bản không hề biết La Thu ở vị trí nào của nhân gian. Những người khác của Đại La Thánh Địa dường như cũng không biết, là Thu chỉ giao phó có chuyện truyền tin liên lạc. Ngưu Hữu Đạo đặt phong thư trong tay xuống, hắn trầm mặc hồi lâu, chợt cất tiếng hỏi. Nhãn tuyến các nơi có truyền đến tình hình của Lục Thánh hay không? Viên Cương đáp, không có, Tây Hải Đường Hồi Âm cũng nói, sau chuyện cái thị trấn nhỏ kia, Lục Thánh liền biến mất, không biết đi đâu. Tình hình mà hắn biết có hạn, nghĩ rằng Lục Thánh trở về Thánh Cảnh. Ngưu Hữu Đạo trầm ngâm, mục tiêu của Lục Thánh lớn như vậy, đi tới cũng phải kinh thiên động địa, cho dù đến đâu động tính cũng không nhỏ được, có ở nhân gian xuất hiện, tai mắt các nơi không có khả năng một chút động tính cũng không biết. Ngay cả các thế lực lớn như vạn thú môn, tử kim động, linh tông, thiên hành tông cũng không nghe thấy tin tức, điều này rất không bình thường. Nói như vậy, chỉ có một khả năng, viên cương gật đầu, bọn họ không công khai làm việc, mà là âm thầm. Nghiêu hữu đạo gật đầu một cái, không sai, ta trước còn cùng người thảo luận, nói lục thánh ở ngoài sáng, chúng ta ở trong tối, đây là ưu thế của chúng ta, ai ngờ bọn họ đột nhiên chơi ra chiêu thức ấy chuyện này hơi rắc rối tu sĩ thiên hạ thấy qua người của lục thánh không nhiều lắm ngoại trừ hình thể đặc thù như nguyên sắc bọn họ nếu có ý che giấu tung tích chỉ sợ đi khắp nơi hoạt động cũng rất khó người nào có thể nhận ra bọn họ đoán chừng người cho dù đến nam châu phủ thành đứng ở cửa nhà của chúng ta cũng không có ai có thể nhận ra viên cương trợt do dự một tiếng đạo gia nghiêu hữu đạo dương mắt ngươi vì sao cũng úp mở như vậy viên cương đáp xem ra lữ vô song nói là sự thật lục thánh quả nhiên khí thủ thánh cảnh tự mình chấn giữ nhân gian ra tay rồi nghiêu hữu đạo trầm mặc hắn làm sao không biết cái này có ý nghĩa là nếu lời nói của lữ vô song là thật việc xuất thủ trước đó của bọn họ thật sự có khả năng để lại một lượng lớn sơ hở một khi lục thánh nhằm vào xuất thủ hậu quả khó mà lường được cho dù bọn họ bây giờ có thể tháo chạy những người khác thì sao toàn bộ nam châu chỉ sợ sắp phải máu chảy thành sông xem ý tứ của Lữ Vô Song, nàng ta dường như biết được làm sao hóa giải tình thế nguy hiểm này. Nàng ta có thể hóa giải cũng không phải là sự tình gì quá khó hiểu. Nàng ta hiểu Lục Thánh, cùng họ đối chọi lẫn nhau gay gắt nhiều năm như vậy, hiển nhiên là có kinh nghiệm ứng đối. Nhưng mà ý tứ của Lữ Vô Song cũng rất rõ ràng, người ta ý gì cũng đã nói rất rõ ràng, muốn mời người ta hỗ trợ phải lấy ra thành ý chứ. Không mời người ta hỗ trợ cũng được, vậy chỉ có thể bản thân mình tự giải quyết, nhưng mà bên này ngay cả mấu chốt của vấn đề xảy ra ở đâu cũng không biết, hai mắt mù tịt, muốn ứng đối cũng không biết phải làm thế nào hành động. như Hữu Đạo cũng không biết phải nói thế nào với Viên Cương về vấn đề này. Thật ra ngày ấy hắn nói chuyện cùng Lữ Vô Song, nói thật, hắn có chút bị nàng gái này nói động rồi. Hầu Tử cùng Phùng Quan Nhi hợp sao? Đứng ở lập trường của tên hầu tử này, đích xác không tìm được người nào hợp hơn so với Lữ Vô Song rồi, không thể không thừa nhận nàng ta nhìn vấn đề vẫn là thấu triệt. Lời nói có lẽ khó nghe, nhưng đích xác nói có lý, huống chi còn có thể giải quyết một nguy cơ to lớn trước mắt. Nhưng hắn cũng có lần danh làm người của hắn, có cái nên làm, có việc không nên làm, đổi thành người khác hắn có lẽ sẽ không chút do so dự cũng có lực thúc đẩy. Nhưng mà nếu trên chuyện này đẩy hầu tử đi ra ngoài làm giao dịch, khiến cho hắn làm thế nào mở miệng đây? chương 2117, Phu Sướng Phụ Vị một Nếu ta hứa hẹn với nàng ta, ta làm tròn lời hứa cưới nàng ta cũng không có gì, cũng là việc nên làm. Viên cương đột nhiên thốt ra một câu, năm ngón tay của Ngưu Hữu Đạo từ từ vò phong thư thành khối. Chuyện này, người phải suy nghĩ kỹ, viên cương chất phác nói, ta một đại nam nhân, việc chiếm tiện nghi, không thua thiệt. Ngưu Hữu Đạo ngạc nhiên, chiếm tiện nghi gì, ôm vào cùng nhau lăn lộn nam nhân là có thể chiếm tiện nghi rồi sao? Ta và ngươi đều không phải là tiểu dân thăng đấu bụng dạ hẹp hòi. Ý tưởng tự cho là đúng của nam nhân cũng không cần ở trước mặt ta túi lắm chuyện như vậy không phải nói cái gì nam nhân chiếm tiện nghi khiến cho nữ nhân ăn hết bao lớn thua thiệt đó là lời lẽ sai trái viên cương nói người bây giờ cũng không có biện pháp nếu không đã sớm giải quyết rồi sẽ không chờ tới bây giờ Nghiêu hữu đạo im lặng một hồi nói ta đánh giá thấp nàng ta sau khi tiếp xúc nàng ta mới hiểu được người như lữ vô song thế sự với nàng ta chẳng qua cũng như thế nàng ta không có gì ràng buộc chỉ có đối mặt thực tế trên người không có yếu điểm gì có thể lợi dụng thân tình, hiếu tình, tình thầy trò, ân oán vân vân, đối với nàng ta mà nói đều vô dụng. Cho dù là ích lợi, nàng ta rất rõ ràng nàng ta muốn chính là cái gì, có thể được là cái gì, phương pháp đối phó những người khác, đối với nàng ta đều không có tác dụng. Ta châm trước hết thảy sự việc xoay chung quanh nàng ta đã lâu, tạm thời thật sự có chút không biết nên làm thế nào xuống tay với nàng ta. Hiện tại xem ra, cũng chỉ có thể đối với nàng gái này dụng hình thử một lần rồi. Đợi từ từ làm rõ tình huống chưa chắc không có biện pháp đối phó nàng ta. Viên cương nói, nàng ta thả chết cũng không lên tiếng, nếu nàng ta nói là sự thật, thời gian của chúng ta thật sự không nhiều lắm, tới kịp sao. Đạo gia, thật ra trong lòng ngươi đã có biện pháp tốt nhất, chỉ có điều ngươi không muốn dùng trên người ta. Nghiêu hữu đạo hỏi, ngươi nguyện ý không? Viên cương đáp, nếu có thể tránh khỏi cái chết cho nhiều người của Nam Châu, ta nhất định thành tâm nguyện ý, sẽ không cảm thấy miễn cưỡng. Nghiêu hữu đạo nói, tránh khỏi cái chết cho nhiều, những người kia cũng sẽ không nhớ ân tình của ngươi có lẽ còn có thể như lời ngươi nói cho rằng ngươi chiếm phần lớn tiện nghi nữ nhân kia không đơn giản cưới nàng ta ngươi không khác gì mang lên cho mình bộ dây cương ngươi suy nghĩ thật kỹ một chút đi chúng ta cũng không phải hoàn toàn không có đường lui viên cương biết đường lui mà hắn nói là gì không phải là việc lấy hay bỏ giữa một phần nhỏ và một phần lớn hay sao bèn quyết đoán nói đạo ra cứ như vậy đi hắn nói dứt lời xoay người mà đi Nghiêu hữu đạo dựa người vào ghế sau lưng, ánh mắt lóe ra. Viên cương bước chân đi trước, vân cơ tiếp sau đi vào từ bên ngoài mật thất. Nàng ta nghe được cuộc nói chuyện của hai người, ngài thật sự cam tâm bị lữ vô song uy hiếp như vậy sao? Đứng ở góc độ của nữ nhân, chuyện như vậy là cho tiện nhân lữ vô song kia chiếm tiện nghi. Thần sắc của nghiêu hữu đạo mơ hồ, lữ vô song không muốn chết, đây có chút hỏi một đằng trả lời một nẻo rồi, vân cơ không hiểu. Ý gì, nghiêu hữu đạo đáp, sắp tai và đến nơi ta ở nơi này thờ ơ lữ vô song lại không có nóng nảy chút nào hoặc là thật sự không làm sao cả hoặc chính là ra vẻ bình tĩnh nàng cảm thấy nàng ta thật sự không làm sao cả sao nàng ta không muốn chết sự tình có thể không nghiêm trọng như nàng ta nói đâu vân cơ thử hỏi ngài cảm thấy nàng ta có thể đang gạt chúng ta đúng không Như hữu đạo đáp lần đầu tiên đường đường chính chính tiếp xúc người như thế đích xác khiến cho ta cảm giác mới mẻ ta cũng không quá nắm chắc nhưng khả năng vì bảo vệ tánh mạng nói ngoa là rất lớn. Vân cơ kinh ngạc, vậy ngài còn tha cho nàng ta được như ý sao? Như hữu đạo đáp, tên hầu tử đó nếu chỉ là thứ vũ phu tầm thường, sẽ không gây ra chuyện lớn như vậy, có thể liên tục làm ra chuyện lớn có quan hệ với thực lực của bản thân hắn. Thực lực của hắn càng ngày càng mạnh, phạm vào nổi lên ngốc sức lực ra, ta cũng càng ngày càng khó bảo vệ hắn, là nên có một ước thúc đối với hắn. Phùng quan nhi không được, không môn đăng hộ đối thì ta không nói, cần năng lực không có năng lực, cần đầu óc không có đầu óc, xinh đẹp đối với loại trình độ của tên hầu tử này mà nói, có ích gì không? Tên hầu tử này vốn dễ dàng vờ ngớ ngẩn, dù có kéo dài trói buộc, rất dễ dàng bị người lợi dụng, hai người làm không tốt sắp sửa phải bi tình thu chàng, tội gì phải thế chứ? Có một số việc ta không tiện làm với tên hầu tử này, nhưng vợ của hắn thì có thể, nếu không giữ huynh đệ sớm hay muộn cần phải trở mặt. Hắn không phải đối thủ của Lữ Vô Song, nhược điểm của hắn, Lữ Vô Song nhìn thấy rõ mồn một, một chăm luyện thép cũng có thể khiến cho hắn hóa thành nhiễu chỉ nhu. Lữ vô song đích xác có thể giúp đỡ hắn, cho dù là vì mình, nàng ta cũng phải bảo vệ hắn. Vân cơ lạnh nhạt, xem ra lữ vô song đã thuyết phục được ngài rồi. Như Hữu đạo nói, nàng ta nói không sai, đây cũng là điều tốt đối với tên hầu tử này. Vân cơ đã rõ, vị này vui vẻ nhìn viên cương và lữ vô song ở cùng một chỗ, nhưng không tiện mở miệng đáp ứng, đó là lý do. Nếu như đã làm ra quyết định, hơn nữa còn là chuyện đối với mọi người đều có chỗ tốt, Vân Cơ cũng không muốn nói thêm gì nữa, chỉ có điều trong lòng ít nhiều có chút không được tự nhiên, có cảm thấy chơ chẽn đối với hành vi của Lữ Vô Song, cũng có tâm thái giữa nữ nhân đối với nữ nhân. Trong mật thất, Lữ Vô Song tính dưỡng bên trong quay đầu lại, thấy viên cương bước vào, giơ tay lên che khăn lên đầu, chân tóc mới vừa mọc ra cũng không tiện nhìn. Sau đó nàng đứng lên, đối mặt, viên cương cũng đối mặt yên lặng trong chốc lát, đột nhiên nói hôn sự không thể tổ chức trắng trợt tình thế như thế chỉ sợ phải ủy khuất cho nàng lữ vô song bình tĩnh nói có thể hiểu được không cần giải thích không có quan hệ hết thảy giản đơn là được rồi viên cương hỏi nàng cảm thấy khi nào hợp lữ vô song đáp thời gian cấp bách không chờ được càng nhanh càng tốt viên cương nói không có yêu cầu gì khác ta cũng phải đi an bài đôi mắt sáng của lữ vô song lóe lên có một chút yêu cầu một chút yêu cầu bên ngoài tối thiểu viên cương thờ ơ nói đi lữ vô song cất giọng ta biết huynh không thích ta bất mãn đối với ta chọn lựa loại thủ đoạn này ta cho phép huynh gạt ta nhưng có một vài điều huynh nhất định phải đáp ứng sau hôn sự nhất định phải ngủ ở cùng chung ta nói rồi huynh có thể gạt ta có thể không cần làm gì đối với ta nhưng chỉ cần cùng ở cùng một chỗ chỗ mà huynh đi về phải là trong phòng của ta cho dù huynh giả vờ giả vịt cũng làm dáng một chút viên cương hỏi lại có cần phải như vậy không lữ vô song đáp đương nhiên là có huynh đã làm chuyện tốt gì huynh biết yêu ma lĩnh còn nuôi một tiểu tình nhân thân phận đã từng của ta huynh cũng biết ta cũng là một người cần sĩ diện nếu không làm sao chịu nổi viên cương có chút không nghĩ tới nữ nhân này vừa mở miệng lại lấy phùng quan nhi làm ví dụ khuôn mặt hơi lộ ra méo mó một chút hắn cũng có chút không biết nên như thế nào đi đối mặt phùng quan nhi lữ vô song sát ngôn quan sát một phen tiếp tục nói nếu như ngay cả chút biểu hiện bên ngoài lấy lệ cho người xem huynh cũng không nguyện đáp ứng huynh cảm thấy còn có nhất định nói chuyện hôn sự gì sao? Viên cương dứt khoát, quyết định như vậy đi, hắn nói xong liền xoay người rời đi, hết thảy đơn giản, tốc độ dĩ nhiên rất nhanh, ngày kế tiếp lại bắt đầu, bên dưới không gian dưới đất đèn treo kết lụa hồng đơn giản được trang trí lên. Người ngoài không tiện tham gia, không làm gì khác hơn là do vân cơ và quản phương nghi tự tay tới trang điểm. Trường 2118, Phụ Sướng Phụ Tùy 2 Nghiêu hiểu đạo đối với hết thảy làm như không nghe thấy, một mình trong mật thất lật xem một số tin tức thu thập được. Đêm đó hôn lễ lại bắt đầu, không có khách quý và hạ khách gì cả, chỉ có mấy người có thể xuất hiện ở dưới đất này, ngay cả thương thục thanh đã tới nơi này cũng không được mời. Một đôi tân nhân cứ như vậy núp ở dưới bái thiên địa. Tiệc rượu cũng chỉ là các hòa thượng của Nam Sơn tự chuẩn bị một bàn tiệc phong phú mà thôi. Thần tình của Vân Cơ và Quản Phương Nhi từ đầu tới giờ đều lộ ra cảm giác là lạ, cũng có chút cảm thán tạo hóa trêu người, đặt ở trước ai có thể nghĩ tới hầu tử của Mao Lư Sơn Trang có một ngày lại có thể cưới vô song thánh tôn một trong cửu thánh làm vợ chứ. Như hữu đạo từ đầu tới giờ mặt không thay đổi, động phòng hoa trúc, một đôi tân nhân an tính cũng ngồi sóng đôi. Cuối cùng vẫn là viên cương phá vỡ trầm mặc sự việc của lục thánh, làm thế nào đối phó bên này, bây giờ nàng có thể nói ra được không? Lữ vô song bật khóc, nàng không khóc thành tiếng, dưới ánh nến hoa trúc, nước mắt không tiếng động chảy xuôi, tóm lại khiến cho viên cương cảm nhận được sự ủy khuất của nàng. Đường đường là nhân vật một trong cửu thánh lại luân lạc tới trình độ ủy khuất như vậy. Viên cương lại trầm mặc, lời ép hỏi không ra khỏi miệng. Cuối cùng, một người mặc nguyên quần áo nằm nghiêng mà ngủ. Một người tĩnh tỏa, không nói gì vượt qua cả đêm. Ngày kế tiếp, khi Lữ vô song ngồi trước bàn trang điểm, viên cương lại mở miệng. Bây giờ có thể nói chứ, Lữ vô song nhìn chằm chằm mình trong gương, cũng nhìn chằm chằm hắn trong gương, trả lời bình tĩnh. Vừa mới tân hôn, huynh liền liên tiếp bước bách ta, huynh không cảm thấy huynh có chút quá mức sao. Ta không muốn cùng huynh nói chuyện này, chờ một chút ta sẽ tự mình đi tìm Nhiêu Hữu Đạo nói rõ, có được hay không. Viên Cương không nói, hắn cũng không biết nên nói gì. Lữ vô song không nuốt lời, sau đó nàng ta đi tới mật thất, chủ động tìm Nhiêu Hữu Đạo, ngồi đối diện hắn. Ánh mắt quét một vòng trên mặt đôi tân nhân, Nhiêu Hữu Đạo mỉm cười. Chúc mừng nhị vị, Vân Cơ và Quản Phương Nghi cũng có mặt ấy cố gắng mặt lộ nụ cười. Lữ vô song lời khách sáo thì không cần nói, nói chuyện chính sự đi. Nghiêu hữu đạo gật đầu, được, Lữ Vô Song quay đầu lại hai bên, làm phiền chư vị tránh một chút, bao gồm cả huynh. Cô nhìn chằm chằm viên cương, Nghiêu hữu đạo giơ tay lên ra hiệu, một bên ba người nhìn nhau, xoay người đã đi ra. Nghiêu hữu đạo tự mình động thủ, một chén trà đưa đến trước mặt Lữ Vô Song, đưa tay lên mời dùng. Lữ Vô Song theo dõi hắn. Xem ra lục thánh đã ở nhân gian chấn giữ rồi, nếu không các người sẽ không đáp ứng hôn sự. Nghiêu hữu đạo hắng giọng nói, đích xác, chẳng qua là bọn họ lại biến mất, không biết người ở đâu. Nàng nói bọn họ phát hiện một lượng lớn sơ hở của chúng ta, sẽ động thủ với chúng ta, xin lắng tai nghe. Lữ vô song lại hỏi, nếu như ta nói ta là nói ngoa, chỉ vì lừa hôn, người tin không? Nghiêu hữu đạo mỉm cười, ta nghĩ cũng là như vậy. Lữ vô song hơi sợ, trình chăm chú thần sắc phản ứng của hắn. Người đã sớm biết rồi sao? Nghiêu hữu đạo bưng trà từ từ thưởng thức, thần sắc ung dung. Nếu như đã trở thành người một nhà, cũng không cần phải huyên náo nhà mình không hợp. Nàng yên tâm, chuyện này trời biết đất biết nàng biết ta biết, ta sẽ không tiết lộ nửa phần với tên hầu tử đó, cũng sẽ không nói với người khác, sẽ giúp nàng che giấu. Cho nên cái này không trọng yếu, cuộc sống sau này còn dài, thành ý của ta nàng cũng thấy được, ta tin tưởng nàng biết sau này nên làm như thế nào. Lữ vô song uấn nhướng đã lâu, chuẩn bị một phen giải thích, trong nháy mắt toàn bộ chết từ trong trứng nước, tay nâng chén trà lên có chút không bình tĩnh rồi như hữu đạo đợi sau khi nàng ta đã thưởng thức cười hỏi trà này mùi vị như thế nào lữ vô song cố gắng mỉm cười trong lòng đủ loại cảm giác trong miệng nếm không ra mùi vị như hữu đạo nói không sao từ từ sẽ đến chỉ cần nàng thành tâm chân ý đối đãi tên hầu tử đó như trượng phu của mình mùi vị khẳng định không tệ hắn đưa chén trà đã cạn đến trước mặt nàng lữ vô song hơi im lặng cuối cùng đưa ra hai tay nhấc bình châm trà cho hắn. Như hữu đạo bưng chén trà lên thưởng thức, gật gật đầu. Mùi vị không tệ, hắn lại đặt chén trà xuống. nàng có nghe nói qua hãm âm sơn chứ? Lữ vô song không biết hắn nói ra cái này là có ý gì. Quỷ mẫu, địa bàn của tỷ tỷ mà ngươi kết bái đúng không? Như hữu đạo nói, quan hệ giữa quỷ mẫu Ngô Tuyết Quân và Vân Cơ cũng không tệ. Sau khi hầu tử trở thành thánh tử của ma giáo, ta cố ý bảo Vân Cơ và Ngô Tuyết Quân giữ vững liên lạc định kỳ. Gần đây. Việc liên lạc của Song Phương bị gián đoạn. Bên một Tuyết Quân không có tin tức đưa đến đây, Lữ Vô Song bình tĩnh, "Ta nghe không hiểu ngươi muốn nói cái gì?" Nưu Hữu Đạo nói tiếp, "Ô thường vốn nắm giữ phương pháp luyện chế nha tương không hoàn chỉnh, không có biện pháp quy mô rộng lớn lợi dụng. Sang Thủy Thánh Nữ của Ma giáo thật ra là thị nữ của Ly Ca. Trước khi Ly Ca mất tích truyền một bộ ma điển cho Sang Thủy Thánh Nữ. Ma điển này là bí mật truyền thừa trong thánh nữ của các đời." Ô thường trong lúc vô ý được biết vật này tồn tại, nhưng mà dùng hết thủ đoạn cũng không thể đắc thủ. Ô thường trước đó sở dĩ cứu hầu tử, là bởi vì ta ép triệu hùng ca giao ma điển cho hắn, dùng cái này làm trao đổi. Lữ vô song dưới sự kinh hãi tỉnh ngộ, ý của ngươi là, hãm âm sơn đã mất đi liên lạc cùng ô thường quy mô rộng lớn luyện chế nha tương là có quan hệ đúng không? Như hữu đạo đáp, không hổ là vô song thánh tôn, một chút liền rõ ràng. Muốn luyện chế một lượng lớn nha tương tất nhiên phải tìm tụ âm chi địa. Ta bảo Vân Cơ và Ngô Tuyết Quân giữ liên lạc, bổn ý là Ngô Tuyết Quân là quỷ tu, có liên lạc cùng các tụ âm chi địa, bảo nàng ta hỗ trợ chú ý. Hãm âm Sơn đột nhiên không có tin tức, xem ra ô thường đã bắt đầu rồi, vị trí luyện chế rất có thể ngay tại hãm âm Sơn. Ánh mắt của Lữ Vô song lóe lên, muốn lên tiếng, ai ngờ bị Nghiêu Hữu Đạo giơ tay lên cắt ngang. Ta biết nàng có rất nhiều nghi vấn, không cần thiết hỏi nhiều, nên tới lúc nói cho nàng biết tự nhiên sẽ nói cho nàng biết. Mục đích nói cho nàng biết chuyện này là để nàng đi trở về cố gắng suy nghĩ một chút. Đúng rồi, tránh cho nàng phân tích sự tình có sai lầm, còn có một chuyện phải nói với nàng, vô lượng quả của vô lượng viên là ta lấy trộm đấy. Lữ vô song giật mình, cái gì, điều này sao có thể? Như Hữu đạo nói, ta biết bí pháp luyện chế của nha tương, có thể đối phó thủ hộ nha tương của quả thụ cũng bình thường, không có gì không thể. Ta lúc đầu cũng không nghĩ tới quả thụ sẽ nở hoa sớm như thế, hoàn toàn làm rối loạn việc bố trí của ta, khiến cho ta hiện tại rất bị động. Tây Hải Đường, Yến Trục Thiên, Cung Lâm Sách, Văn Hoa đều chia sẻ vô lượng quả. Lục Thánh hiện giờ luôn luôn thúc đẩy việc kiểm tra đối chiếu sự thật, bước kế tiếp nhất định hẳn sẽ tra được trên đầu các phái, ta nghĩ hết biện pháp đều khó mà ngăn cản. Cho nên chuyện này nàng phải nhớ kỹ, cố gắng giúp ta suy nghĩ một chút. Nội tâm của Lữ Vô Song chấn động ghê gớm, nhanh chóng suy tư. Nàng đích xác có rất nhiều nghi vấn, thí dụ như giới thứ năm và thánh la sát, còn có trên ma điển ghi lại cái gì. Không đợi nàng ta lên tiếng, như hữu đạo lại trầm chậm, chậm thốt ra một câu. Người ở đây đều gọi ta là đạo gia, tên hầu tử đó cũng giống vậy, phu sướng phụ tùy, nàng có phải nên sửa miệng rồi hay không? Lữ vô song nhìn trầm chầm, hắn, như hữu đạo bồi thiếp một câu, không muốn sao, lữ vô song yên lặng một hồi, cuối cùng đứng lên, chắp tay chào hỏi. Đạo gia, như hữu đạo mỉm cười, nàng vừa kết hôn, ta sẽ không quấy rầy nữa, đi đi. chương 2119, tìm kiếm mạch nước ngầm. Một câu, đi thôi, làm lữ vô song yên lặng xoay người. Nàng ta nhớ tới tình hình khi ở cửa vô lượng viên mới gặp Nhiêu Hữu Đạo. Lúc đó nàng ta không thèm liếc một cái, nàng ta cao cao tại thượng, còn Nhiêu Hữu Đạo rất cung kính đối với nàng. Hiện tại trong đầu có thể nói rõ mồn một trước mắt, sự đối lập lúc này ngày xưa, tâm tình hết sức phức tạp. Nhiêu Hữu Đạo chợt thốt lên một câu sau lưng cô, Hầu tử bây giờ bị nàng làm hại không nên đi ra ngoài lộ diện, hắn tạm thời phụ trách tiếp thu và gửi đi các đường tin tức. Nàng nói muốn giúp hắn, từ hôm nay trở đi, nàng ở bên cạnh hắn hiệp trợ hắn đi. Việc của Phùng Quan nhi, ta không hy vọng gây ra động tính quá lớn, hy vọng nàng có thể xử lý thích đáng, chuyện nhà của các người, ta sẽ không tham dự. Lữ Vô Song quay đầu lại liếc nhìn, ra khỏi mật thất, gặp ba người chờ đợi bên ngoài, không lên tiếng, trầm mặc đã đi ra. Ba người nhìn nhau, sau đó bước nhanh đi tới mật thất. Viên cương là người đầu tiên cất tiếng hỏi, đạo gia, thế nào rồi? Hắn đây là rất có chút mùi vị muốn biết mình bỏ ra có đáng giá hay không? Nghiêu hữu đạo đáp, cần nói đều nói rồi, trong lòng ta biết rõ. Hầu tử, từ hôm nay trở đi, nàng ta hiệp trợ ngươi xử lý sự tình của phương diện tin tức. Viên cương hơi sợ, tin tức trước giờ của chúng ta dính tới rất nhiều cơ mật, nàng ta nếu tham gia, chẳng phải sẽ làm nàng ta phát hiện hay sao? Nghiêu hữu đạo nói, không sao, ta nói rồi trong lòng ta biết rõ, có thể để cho nàng ấy tiếp xúc. Người phải hiểu một điều, cho dù nàng ta trước kia là người nào, cũng mặc kệ nàng ta trước kia là thân phận địa vị gì hay là có nhiều năng lực, dưới tình huống thứ gì cũng không biết, bản lãnh lớn hơn nữa cũng là hai mắt mù tịt, nàng ta không biết tình huống thì sẽ cung cấp không được đề nghị hữu dụng gì. Viên cương trầm mặc, đợi sau khi hắn rời đi, quản phương nghi thử hỏi. Đạo gia, nữ nhân đó cũng không phải người bình thường, hầu tử chỉ sợ không phải là đối thủ của nàng. Nàng ta cao cao tại thượng đã quen, ngài cũng không sợ nàng ta biết quá nhiều. Vạn nhất ngày nào đó dã tâm khó bình, nàng ta có thể lợi dụng hầu tử, có thể châm ngòi quan hệ giữa ngài và hầu tử hay không? Như hiểu đạo đáp, không quan trọng, ít nhất nàng ta phải hiểu rõ một chút, nàng ta tương lai, một khi rời khỏi hầu tử, nàng ta chẳng là cái gì. Cho dù nàng ta châm ngòi như thế nào đi nữa, chỉ cần nàng ta có thể bảo vệ hầu tử là đủ rồi nếu sự tình thật sự có thể kéo dài tới tương lai, rất nhiều chuyện không cần lo lắng rồi. phía ngoài chợt có tiếng bước chân truyền đến, mà nghe động tĩnh của bước chân là lữ vô song. ba người nhìn lại, quả nhiên lữ vô song đã trở lại, đi tới trước bàn. có một chuyện vừa rồi đã quên nhắc nhở ngài. thánh la sát được cứu chạy, bên ngài có hai con phi cầm tỏa kỵ lộ diện, lục thánh hẳn sẽ truy tra hai con tỏa kỵ đó. như hữu đạo nói, yên tâm, cái này không tra được trên đầu chúng ta. Lữ vô song nói tiếp, ta muốn nói không phải cái này. Sau khi bọn họ chậm chế được người thông phong báo tin đào thoát, thêm sau đó loạn tưởng phát sinh hàng loạt, ta cùng bọn họ đã chạm chán bàn bạc qua, vì át chế lực độ của tác loạn, hạn chế tốc độ phản ứng của người có mưu đồ bất chính, cân nhắc qua có cần tiến hành quản khống phi cầm tọa kỵ của thiên hạ hay không. Lần này ta và Thánh La Sát đều thoát thân, một khi cha xét không ra đường đi của hai con phi cầm tọa kỵ, Lục Thánh rất có thể sẽ toàn diện tịch thu phi cầm tọa kỵ của thiên hạ, Vân Cơ và Quản Phương Nghi hai mặt nhìn nhau, Nghiêu Hữu Đạo hỏi, có khả năng bao lớn? Lữ Vô Song đáp, rất lớn, các người chuẩn bị sớm đi. Cô dứt lời hơi hạ thấp người, tiếp đó xoay người rời đi. Nghiêu Hữu Đạo cau mày, nếu thật sự như vậy, sau này lui tới các nơi thật sự có thể chính là không có phương tiện rồi. Sợ điều gì sẽ gặp điều đó, ở đây mới vừa được nhắc nhở, Xế Triều liền nhận được tin tức, phiêu miếu các truyền lệnh thiên hạ, ra lệnh phi cầm tỏa kỵ của thiên hạ các nơi thống nhất nộp lên trên phiêu miếu các. Bất kể là các đại môn phái, hay là các quốc gia triều đình cảnh nội quân chính thế lực, hết thảy toàn bộ nộp lên trên, không được tư dụng. Các nơi nhận được pháp chỉ lập tức thi hành, không được có bất kỳ dây dưa chậm trễ, gần đây nộp lên cho thiên hạ tiền trang ở gần, người sau sẽ xử lý hậu sự. Dĩ nhiên, cũng không phải không công tịch thu, dựa theo thị trường trả tiền, thiên hạ tiền trang bỏ tiền, một phần không thiếu mua về. Pháp chỉ vừa hạ một cái, lôi lệ phong hành, không ai dám chỉ hoán, bên nghiêu hữu đạo cũng không ngoại lệ, Người của Mao Lư Biệt Viện không thể không đưa toàn bộ phi cầm tỏa kỹ thuộc về mình đến thiên hạ tiền trang của thành nội Nam Châu Phủ. Trong nháy mắt, người của các môn các phái điều phối tốc độ phản ứng khoảnh khắc bị phiêu miếu các kéo đến cùng trình độ. Thế lực khắp nơi, cho dù vui hay không vui, cũng phải thật thà ngoan ngoãn tiếp nhận hiện thực này. Sau này các đại phái nhân viên quan trọng xuất hành lại được lắc lư trên lưng ngựa rồi, tốc độ còn chậm hơn. Cái này không khác gì tước đoạt đặc quyền hạng nhất của các đại phái cao tầng, sau này rất nhiều chuyện đều không dễ dàng. Mà điều này hiển nhiên chính là một trong hiệu quả mà phiêu miếu các muốn. Sau khi nơi này nhận được truyền tin của Tây Hải Đường, vạn thú môn chỉ sợ là địa phương duy nhất có phi cầm tòa kỵ ngoài phiêu miếu các. Giao quyền lực cho vạn thú môn là bởi vì cần tiếp tục thuần dưỡng sinh sôi nảy nở phi cầm tòa kỵ, không phải cho họ sử dụng. Phi cầm tòa kỵ của vạn thú môn không được rời khỏi khu vực thuộc về họ. Tương đối mà nói, những môn phái khác cũng tạm tạm, vạn thú môn lại tổn thất lớn hơn. Phiêu miếu các làm như vậy, không khác gì chặt đứt con đường tài lộ của vạn thú môn. Không thể sử dụng rồi, sau này còn có ai sẽ đi tới vạn thú môn mua nữa chứ? Vạn thú môn cũng không dám buôn bán, như hữu đạo cũng chỉ đành lắc lư trên lưng ngựa làm việc, cùng vân cơ song kỵ đi ra Nam Châu Phủ Thành, một đường phi nhanh, đi tới huyện Thương Ngô. Sau khi xác nhận từ bên Lữ Vô Song đã tạm thời chưa phải lo lắng lắm, có một số việc như hữu đạo cần bắt đầu hạch thực rồi. Quản Phương Nghi vẫn không thể nào vét lên cơ hội cùng đi tầm bảo, Ngưu Hữu Đạo lúc rời đi thậm chí không chào nàng một tiếng. Đã lâu không ngồi lưng ngựa, đột nhiên trở về trạng thái này, chính Ngưu Hữu Đạo cũng có chút không quen, hiệu suất làm việc chậm rất nhiều không nói, mặt đất tai mắt rất nhiều, sẽ gia tăng khả năng bại lộ. Cũng may, huyện Thương Ngô ngay tại Nam Châu cảnh nội, không tính là quá xa. Có thủ dụ của Nam Châu quân đội, một đường dịch trạm hoán kỵ không ngừng không thành vấn đề, đêm tối kiên trình đã tới huyện Thương Ngô. Sau khi hai người tìm khách sạn đặt chân, lập tức rời lưng ngựa họ xâm nhập vào trong núi đi ngang qua rừng cuối cùng dừng lại dưới một gốc cây già như hữu đạo giơ tay lên chỉ một tòa sơn trang giữa núi đối diện chính là biệt viên của ninh vương để lại vân cơ thấy nghi ngờ ngay sau đó ánh mắt sáng ngời nhìn ra manh mối quay đầu lại là tòa sơn trang trên bản đồ trong bội kiếm của ngài đúng không như hữu đạo gật đầu bên trong sơn trang có mật đạo đi thông dưới đất địa phương sâu dưới đất chừng trăm trượng có một mạch nước ngầm bên trong sơn trang có người lưu thủ ta không muốn kinh động, không thể đi vào từ mật đạo của Sơn Trang, nàng đến dưới đất dò xét một chút, tìm được mạch nước ngầm lập tức tới tìm ta. Vân cơ gật đầu, cứ như vậy chui xuống đất mà đi. Đã có phương vị chỉ điểm xác thực, tìm được mạch nước ngầm không khó, không tới nửa canh giờ, vân cơ lại ló đầu ra từ dưới đất. Tìm được rồi, dẫn ta đi, đi, chương 2120, khôn gian quỷ dị một. Nghiêu hữu đạo hô một tiếng, vân cơ lập tức dẫn hắn trốn vào dưới đất. Không bao lâu, hai người liền phá vách tường tiến vào một chỗ không gian dưới đất, tiếng nước chảy róc rách bên tai không ngừng. Hai nguyệt điệp trước sau thả ra chiếu sáng, đã là không gian của mạch nước ngầm, bên ngoài quang mang chiếu sáng, một mảnh đen nhánh, cho người ta cảm giác quỷ bí. Nghiêu hữu đạo thảo nguyệt điệp bay xa chiếu sáng nhìn xem, hắn thấp giọng hỏi. Nơi này cách Sơn Trang bao xa, là phương hướng trên Sơn Trang hay là phương hướng trở xuống? Vân cơ đáp, không xa, xem ra chừng nửa dặm đường, phương hướng bên dưới, nghiêu hữu đạo quan sát một chút dòng nước yên lặng nhớ lại bản đồ xoay người sử dụng nguyệt điệp chiếu sáng tiếp tục đi theo phương hướng trở xuống vân cơ đi theo hai người vẫn chưa nhanh chóng bay vút mà một đường không nhanh không chậm chiếu sáng cẩn thận tra xét tựa hồ sợ bỏ lỡ điều gì vân cơ theo sát hơi đề phòng cảnh giác cũng không nhiều hỏi biết chắc đã tới bí địa được ghi lại trên bản đồ có thể dẫn nàng đi cùng đã là một loại tín nhiệm to lớn cô dĩ nhiên cũng biết sở dĩ xuất hành dẫn theo nàng cũng cần nàng gánh vác trách nhiệm hộ vệ, gặp chuyện cần phải bảo đảm Ngưu Hữu Đạo không xảy ra chuyện gì. Hai người đi được một khoảng thời gian, phía trước xuất hiện sự thay đổi thật lớn. Tiếng nước chảy từ ẩn cũng biến thành ầm vang, sau khi họ tới gần, phát hiện đã tới một chỗ phát tiết của mạch nước ngầm. Một thác nước dưới đất, hơi nước khuấy động bốc lên, trên vách đá giọt nước tí tách. Vân Cơ liếc nhìn Ngưu Hữu Đạo dừng lại, nàng cũng dừng theo. Con nguyệt điệp của Ngưu Hữu Đạo xuyên tới xuyên lui trong hơi nước hắn dựa vào ánh sáng của nó dùng pháp nhãn quan sát bốn phía không nhìn ra manh mối gì nguyệt điệp quay trở về nghiêu hữu đạo thấp giọng nói dựa theo biểu thị trên bản đồ nếu như ta không nhìn lầm phương hướng chúng ta muốn tìm phải chính là chỗ này ở mặt ngoài nhìn không ra cái gì nhưng mà nếu thật sự tồn tại nơi này nhất định có cửa vào của mật đạo tìm xem xem nàng phụ trách trên bờ ta đi dưới nước nhìn một chút được vân cơ đáp lại nghiêu hữu đạo thu nguyệt điệp lấy ra một viên dạ minh châu, trực tiếp cất bước nhảy về phía chỗ âm u đen như mực dưới thác nước, người từ từ hạ xuống, bị hơi nước bốc lên bao phủ, dần dần chỉ còn lại một đoàn quang mang. Phân cơ đứng bên bờ giò xét quan sát một chút, bấy giờ mới xoay người sử dụng nguyệt điệp đến trước vách đá tra xét, thỉnh thoảng gõ gõ, hoặc tay ấn thi pháp thâm nhập giò xét. Nhiều hữu đạo tiếp tục lặn xuống bọt khí cuồn cuộn trong nước phía dưới thác nước. Thủy vực phía dưới có chút sâu, mấy chục trượng mới đến đây, ngoại trừ một đoàn u quang trong tay hắn, bốn phía đen như mực một mảnh. Một số loài cá không biết tên có hình thù kỳ quái bơi tự do qua lại trong nước, cũng có thiên tính hung mãnh đã phát động tấn công với hắn, cảm thấy khó gần thân thể của hắn. Đáy nước có nhiều viên đá lớn nhỏ đủ loại, gồ ghề nhấp nhô, như hiếu đạo một đường thi pháp dò xét, không có kết quả, càng thi pháp dò xét một lần vách đá của rãnh nước hai bên bờ sông, vẫn chưa thấy bất kỳ đầu mối nào. Sau khi nghiêu hiểu đạo rằng có cả canh giờ, hắn lao ra khỏi mặt nước, đã rơi vào trên bờ, Thấy Vân Cơ đã dò xét chỗ khá xa bờ bên kia, Vân Cơ đã thấy hắn đi lên, nàng nhanh chóng tới hỏi. "Có phát hiện sao?" Như Hữu Đạo còn muốn hỏi nàng, thấy nàng đã hỏi như vậy, biết không cần thiết hỏi, đối phương khẳng định cũng không có thu hoạch gì, hắn lắc lắc đầu, ngắm nhìn bốn phía nói. "Không cần thiết tìm quá xa, căn cứ ký hiệu của bản đồ, mục tiêu nếu tại nơi này, cửa vào cũng sẽ không chạy xa, trừ phi ta có hiểu sai lầm gì đối với địa đồ." Ánh mắt chợt rơi vào chỗ nước rơi xuống chênh lệch to lớn hắn nghĩ tới điều gì lắc mình một cái nhảy xuống xuôi dòng chảy xuống lục lọi dò xét trên vách đá phía sau thủy mạc không bao lâu vân cơ phát hiện ánh sáng của dã minh châu bên trong thủy mạc ngừng lại chỗ giữa thác nước lúc này nàng lách mình mà đi xuyên qua thủy mạc xuất hiện ở bên người ngưu hữu đạo cô thi pháp ép ra dòng nước chỉ thấy một tảng đá lớn được khảm trên vách đá dựng đứng của dòng nước sung kích hẳn bởi vì nguyên nhân dòng nước nhiều năm lâu ngày thanh tẩy gần như đã cùng vách đá một khối nếu không cố ý để ý sẽ không quá dễ dàng khiến người ta chú ý như hữu đạo đang vây quanh khối cự thạch này dò xét vân cơ biết hắn khẳng định phát hiện cái gì nếu không sẽ không nhìn chằm chằm không rời như thế quả nhiên như hữu đạo một tay leo lên trên vách đá một tay cầm dạ minh châu chợt quay đầu lại thủ thế trong động tĩnh vang lên rào rào tỏ ý phía sau tảng đá này có cái gì vân cơ lúc này vung trường đã thấy như hữu đạo khẩn cấp xua tay về phía nàng có vẻ như tỏ ý nàng không được hủy hoại tảng đá này Vân cơ hiểu ý gật đầu, nhưng phát hiện tảng đá lớn bị ánh sáng của dòng nước thanh tẩy trượt đi, không chỗ hạ thủ mượn lực, không làm gì khác hơn là một trường ấn trên tảng đá lớn, thì pháp hấp thụ kéo dài ra phía ngoài, cuối cùng phi cước dậm chân trên vách đá dựng đứng. Vù, dòng khí lưu kích động, cường lực thanh tẩy đích, thác nước dòng nước xiết bị phá khai, một khối dài đến gần một trượng đích, mang đá giống rút củ cải trắng tựa như bị rút ra, theo dòng nước xiết rơi về phía trong nước. Âm, Đá rơi trong đầm nước đen nhánh phía dưới phát ra vạch nước động tĩnh vang dội hỗn tạp. Vân Cơ rút ra cửa thạch bay ra ngoài thác nước lại phi thân vọt vào thủy mạc, phát hiện một cửa động đen như mực xuất hiện ở trên vách đá dựng đứng. Như Hữu Đạo đã lách mình đứng ở cửa động, cầm Dạ Minh Châu đi vào trong tìm kiếm, Vân Cơ cũng nghiêng mình đi vào. Hai người nhìn nhau, Vân Cơ sờ một cái cửa động vách đá nói: Có dấu vết của người công phá. Nưu Hữu Đạo cầm Dạ Minh Châu quan sát đến bốn phía vách đá, chậm rãi bước đi sâu vào phân cơ lại triệu ra nguyệt điệp thả cho nó cất cánh chiếu sáng phía trước dưới chân hai người có một dòng nước mỏng manh chảy xuôi vào bên trong là góc không thấm nước của cửa động có một ít nước trong thác nước thuận tiến vào bên trong động mặt đất trơn trượt khiến người bình thường rất dễ dàng té ngã địa thế một đường nghiêng xuống phía dưới hai người đi không bao lâu xuất hiện nấc thang của người khai mở hai người đi rất sâu một khoảng cách sau khi nghe không được tiếng thác nước phía ngoài lại đi một hồi kết quả lại nghe được tiếng nước chảy ầm ầm đợi hơi nước đập vào mặt hai người xuất hiện trên một vách đá dựng đứng tối tăm nguyệt điệp tung bay chiếu sáng trong hơi nước hai người phát hiện bản thân mình người đã trong một chỗ vực sâu rộng lớn hai bên trái phải hai cái thác nước đổ chút xuống như hai con bạch long xuyên vào cái đáy hình dáng cái thùng không biết nước tới từ phương nào lại đi phương nào phía dưới sâu không thấy đáy hai người vẫn đứng bên trên một chiếc cầu gãy từ mặt vỡ đó có thể thấy được nơi này vốn là một chiếc cầu đá tự nhiên hẳn là trên dưới dòng nước trùng kích vào hình thành. Không biết nó bị gãy đi khi nào, ở giữa nứt ra khoảng nửa trượng, đầu cầu đối diện lại có một cái cửa động đen như mực. Tại loại địa phương ngăn cách này, có loại này ở trong chỗ, cộng thêm dấu vết con người, hai người trên cơ bản xác nhận đã tìm đúng địa phương. Vân cơ sử dụng nguyệt điệp tiến vào cửa động đối diện thăm dò, pháp nhãn của hai người thấy chỗ trống bên trong, sau khi nhìn nhau gật đầu, vân cơ lách người trước đi dò xét, xác nhận không thành vấn đề quay đầu lại vẫy vẫy tay như Hữu Đạo thỉnh thoảng tra xét dưới vực sâu bấy giờ mới bay lướt tới. Sau khi vào động hơn 10 trượng, lại xuất hiện nấc thang xuống phía dưới, huynh hướng xuống phía dưới quanh co. Có thể xem ra, tình huống lối đi trước đó, nơi này vốn chính là cái khe dưới đất tự nhiên, sau đó vì để dễ dàng cho việc đi lại, có người tiến hành gia công đơn giản đối với nó. Chương 2121, Khôn gian quỷ dị 2. Nhưng từ dấu vết gia công xem ra, nhiều điểm đào bới không phải người bình thường tạo thành, là dốc hết sức quét ra, hẳn là tu sĩ đảo bới. Quanh co xuống phía dưới, không biết đã đi bao lâu rồi, nhiệt độ không khí càng ngày càng thấp, cho người ta một loại cảm giác âm lãnh. Theo việc đi sâu vào, dần dần âm lãnh đến xương. Giọt nước trên tường không thấy dấu hiệu kết băng, pháp nhãn có thể thấy âm khí bay bổng từng tia từng dòng. Càng đi sâu hơn nữa, Nguyệt Điệp dường như chịu không nổi, phe phẩy cánh không chịu bay về phía trước nữa, Vân Cơ không làm gì khác hơn là thu Nguyệt Điệp vào, nói một câu sợ là đã sâu đạt bảy tám trăm trường sâu dưới đất rồi. Như Hữu đạo khẽ gật đầu, quẹo đông quẹo tây này, hắn đã không biết rõ sâu bao nhiêu, nhưng tin tưởng vân cơ giỏi về việc chui xuống đất đánh giá không sai. Vân cơ nhắc nhở, âm khí cũng càng ngày càng nặng, như Hữu đạo, âm khí càng nặng, càng nói rõ không tìm nhầm chỗ. Vân cơ không hiểu, ai ở dưới mặt làm ra loại mật đạo này, nơi đây rốt cuộc ẩn giấu cái gì. Cô căn bản không biết bản đồ trên thân kiếm là chuyện gì xảy ra, cũng không biết lần này đến cùng là tìm đến cái gì, nhưng nàng biết chỗ bí ẩn như thế nhất định sẽ không đơn giản. Nghiêu hữu đạo đáp, đợi lát nữa nàng sẽ biết, hai người thấp giọng nói chuyện cũng có âm thanh vọng lại, tiếp tục dựa vào ánh sáng của dạ minh châu tiến lên đi trở xuống. Có lẽ bởi vì nguyên nhân quá mức khắc ám, ánh sáng của dạ minh châu tựa hồ đều bị áp xúc trở thành nho nhỏ một đoàn. Âm khí bay bổng phía trước càng trở nên tăng thêm cảm giác âm trầm quỷ bí cho không gian dưới đất này. Sau khi hai người đi thêm một lúc, họ dần dần cảm nhận được dòng khí lưu tăng tốc vận hành, âm khí phủ động cuồn cuộn tương đối kịch liệt. Rất nhanh, hai người cũng đi tới đầu cuối của địa đạo, một tòa thạch thất thoáng như không gian dưới đất. Bên trong thạch thất có một cửa động, lại bị một khối cự thạch hình cầu đóng cửa chặn lại, vân cơ mượn hào quang của dạ Minh Châu nhìn thấy gì đó, giơ tay lên chỉ. Nhìn kìa, như hiểu đạo dơ dơ dạ Minh Châu, phóng tầm mắt nhìn lại, chỉ thấy đỉnh chóp của cự thạch phủ kín, cũng có thể nói là trên đầu cửa động bị phủ kín, có khắc bốn chữ lớn, bích huyết đan tâm. Chữ trên thân kiếm của ngài, vân cơ quay đầu lại nhắc nhở, như hữu đạo hơi gật đầu, xem ra nơi này quả nhiên có quan hệ cùng đông quách lão nhân. Vân cơ hỏi, đây là sư phụ đông quách hạo nhiên của thượng thanh tông ngài làm ra sao? Có lẽ vậy, như hữu đạo buông tiếng thở dài, cũng đi tới trước cự thạch phủ kín tra xét, phát hiện chỗ phủ kín có vẻ xù xì, ít nhất sát lần danh của cự thạch và cửa động vẫn chưa toàn bộ ăn khớp có khe hở lớn nhỏ đan xen mà một loạt gió lạnh chính là được thổi ra từ trong khe hở này. Nghiêu hữu đạo quay đầu lại, ném ra giã Minh Châu, thì pháp hư nhiếp, làm giã Minh Châu đã bay vài vòng chiếu sáng bên trong thạch thất, dễ dàng cho thấy rõ toàn bộ hoàn cảnh của thạch thất. Thạch thất cũng rất lởm chởm chỉ có điều lại khiến cho người ta rõ ràng một khối đá phủ kín lớn như vậy là làm sao đi vào từ bên trong lối đi không lớn. Vân cơ, đá phủ kín là ngay tại chỗ lấy tài liệu, cũng là vì đào khối đá phủ kín này mới làm ra một cái tầng hầm như vậy. Hai ngón tay của Ngưu Hữu Đạo kẹp dã Minh Châu bay trở về, lui về sau mở ra. Nếu đến rồi, khẳng định phải vào xem một chút, hãy rời đi tảng đá phủ kín. Cố gắng không được có quá lớn động tính, đánh thức đồ vật bên trong, sợ là sẽ rất phiền toái. Bên trong còn có thứ gì có thể bị đánh thức chứ? Vân cơ giật mình không nhỏ, là thứ gì, Ngưu Hữu Đạo đáp, không thể xác định là có nhất định tồn tại hay không, Ta lần này đến chính là đến xác nhận. Nàng cẩn thận, nếu có, nàng sẽ nhìn thấy. Vân Cơ lúc này cẩn thận rất nhiều, đi tới bên cạnh tảng đá phủ kín, hai tay đào bới cự thạch, sau đó thi pháp tách ra. Âm, cự thạch rung chuyển, khe hở hơi lớn, âm phong thổi ra từ bên trong lập tức lớn mấy phần. Nhẹ một chút, như Hữu đạo nhắc nhở lần nữa, Dạ Minh Châu trong tay hỗ trợ chiếu sáng. Vân Cơ hơi gật đầu, nỗ lực thi pháp khống chế được lực đạo và tốc độ cẩn thận từ từ chuyển động tảng đá phủ kín hình tròn về sau. Cự thạch phát ra tiếng ông ông chuyển động nặng nề, hơi có âm thanh vỡ vụn bình bình của mặt đất móc méo gồ ghề bị vật nặng đè lên phát ra. Theo việc di chuyển toàn diện tảng đá phủ kín, gió lạnh bên trong thổi ra vù vù, thổi tay áo của hai người bồng bềnh. Đây cũng chính là hai người bọn họ, nếu đổi thành hai người bình thường bị gió lạnh dày đặc như thế thổi đến, chỉ sợ phải lập tức phát trọng bệnh. Dòng khí lưu dường như xuyên suốt, trong bóng tối bên trong truyền đến tiếng tung bay phần phật phù phù phù. Cự thạch hình tròn chuyển động đến một góc của thạch thất, vân cơ sợ nó cổn động, thì pháp lại cắt tảng đá từ trên vách đá đệm ở phía dưới viên đá phòng bị. Vân cơ quay đầu lại trong gió lạnh vù vù, phát hiện Nghiêu Hữu Đạo đã đứng ngược trên đầu gió, đứng trên cửa đá, không ngờ lại từ từ dùng trường ghép lại dạ minh châu, che cản hào quang của nó. Làm sao vậy? Vân cơ đi tới bên cạnh hắn hỏi một tiếng, sau đó ứ nghẹn không nói nên lời, ý thức được là chuyện gì xảy ra, nàng ta cũng nhìn thấy thứ giống vậy, trong hư không đen như mực phía trước có thật nhiều điểm đỏ. Từng điểm đỏ đó rất nhỏ bé, hồng quang yếu ớt tương đương với kích cỡ con muỗi, có thật nhiều, đếm không hết. Đó không phải là hồng quang bình thường, mỗi một luồng hồng quang yếu ớt kích cỡ như con muỗi đều lộ ra một cổ cảm giác tà mị, lộ ra cảm giác bay bổng lơ lửng không cố định, có câu nói chính là lộ ra tà tính, lộ ra tà khí. Theo lý thuyết có quang mang, có thể giúp pháp nhãn thấy rõ thứ gì đó trong hư không bên trong, nhưng mà hồng quang này hiển nhiên không vậy căn bản không có hiệu quả chiếu sáng ngược lại càng trở nên khiến cho người ta thấy không rõ tình hình bên trong dường như cũng che giấu cảm giác mị hoặc thứ gì thế phân cơ kinh nghi bất định thanh âm cũng nhẹ mấy phần liên tưởng đến thứ đồ vật bên trong không được đánh thức mà nghiêu hữu đạo trước đó đã nói nghiêu hữu đạo không trả lời đứng chung quanh rất nhiều pháp nhãn trong gió lạnh vù vù chợt mũi thở hít hít sau đó tiến lên hai bước đi tới đưa tay lục lọi cửa đá bên cạnh Vân cơ không biết hắn lục lọi cái gì, bình, chợt nghe đến một thanh âm trầm muộn hút kéo, sau đó nghe được động tính của một cổ chất lỏng ùm ụp ùm ụp toát ra chảy xuôi. Lần này vân cơ cũng ngửi được mùi dầu hỏa dày đặc gai mũi. Nghiêu hữu đạo giơ tay lên, trên ngón tay đã lây dính dầu mỡ đen thùi lùi. Tay hơi run lên, bùm, dầu đen trên ngón tay trong nháy mắt nhen nhóm, trong gió vù vù, thiếu chút nữa bị thổi tắt, lại bị nghiêu hữu đạo nhanh chóng thi pháp chặn gió lạnh thổi đến. Ngón tay hắn đốt lên ngọn lửa, tiện tay điểm tới cửa đá một bên, bùm. Một đoàn liệt diễm đột nhiên bốc cháy lên, trong nháy mắt hóa thành một con rồng lửa lan tràn mà đi. Ánh mắt của Vân Cơ nhìn theo con rồng lửa, chỉ thấy một đạo dầu mỡ lưu động tuôn chảy ra từ bên trong cái khe khác của cửa đá, theo một cái máng bằng đá một đường chảy xuôi mà đi, dầu hỏa chảy xuôi đến đâu, con rồng lửa bốc cháy liền đi theo đến đấy. Một tòa không gian dưới đất to lớn dần dần hiện ra dưới ánh lửa lan tràn. Con rồng lửa không ngừng lan tràn, lượn một vòng bên trong không gian dưới đất to lớn, tạo thành một cái hố lửa lớn hơn ở vị trí trung ương. Giữa cái hố lửa cắm một cái cột cờ, một mặt đại kỳ tung bay trong gió lạnh phần phật, trên lá cờ thêu từng chữ thương. Cực lớn, đón gió phấp phới. Trước đó ở bên ngoài nghe được tiếng tung bay vù vù vù, chính là tới từ mặt đại kỳ này. Chương 2122, thập vạn nha tướng 1. Nội địa của không gian dưới đất to lớn, thế cao thấp nhấp nhô, lại lần lượt cắm binh khí đao thương kiếm kích như rừng, phong mang vẫn như cũ, ánh sáng lạnh ngưng tụ động, còn có rất nhiều chiến giáp của U Quang chấp động dưới ánh lửa. Khung cảnh này vừa nhìn thấy, thật sự là uy vi tráng quan, như một tòa kho binh khí dưới đất cỡ lớn, ánh lửa làm nổi bật lên sơ sắc tiêu điều, điều uy nghiêm. Càng hấp dẫn vân cơ chú ý hơn chính là, trên mỗi một kiện binh khí hoặc chiến giáp, đều bay bổng một đoàn hắc vụ di động ngưng tụ thổi mãi không tan, bên trong ẩn hiện hình dáng, là từng con chim, nói chính xác là từng con ô nha hai mắt của U Vũ Ô Nha nhắm nghiền, trong khóe mắt bay bổng từng luồng hồng quang như có như không. Vô số Ô Nha, vô số từng luồng hồng quang đếm không hết, chính là hồng quang nhỏ như con muỗi mà hai người đã nhìn thấy trước đó. Nhưng U Vũ Hàn Nha trên âm phong đao binh yên lặng này dường như đang say rất nồng. Hắc phụ di động ấy bao phủ quanh thân thổi mãi không tan lại như đang hô hấp. Âm khí mà pháp nhãn lưu chuyển bên trong không gian cự đại có thể thấy được dường như đang không ngừng bị U Vũ Hàn Nha ngủ say hấp thu vào trong cơ thể. Cảnh tượng rộng rãi của bên trong không gian dưới đất này do đốt ánh lửa phủ lên khắp cả, làm Vân Cơ kinh ngạc, nàng ta dường như thấy rõ cái gì, ánh mắt tựa như đang kiểm lại số lượng U Vũ Hàn Nha. Mặc dù có chuẩn bị tâm lý, nhưng mà sau khi tận mắt nhìn thấy quy mô lần này, sau khi truyền thuyết đang tìm hiện ra trước mắt biến thành thực tế, Như Hữu Đạo cũng bị chấn động, quy mô thật sự quá to lớn rồi. Quy mô lớn như vậy, đám người đông quách hảo nhiên còn muốn bí mật chuẩn bị không để lộ bất kỳ phong thanh có thể biết vì những thứ trước mắt hao tốn bao lớn tâm huyết hắn thậm chí có thể tưởng tượng sau khi đây hết thảy được bố trí xong tâm tình của đông quách hạo nhiên nhìn quanh cảnh tượng này có phải là chết cũng không tiếc hay không vân cơ không phải hạng người không biết gì khóe miệng giật một cái trong cổ họng nuốt một cái cất tiếng hỏi cái này chẳng lẽ chính là nha tướng trong truyền thuyết đấy sao nghiêu hữu đạo tình hồn lại gật đầu một cái hẳn là nó hắn dứt lời quay đầu đưa tay cầm một cái nút chai bên cạnh cửa đá ngăn chặn kẽ hở một dòng chảy của dầu hỏa bên trong Vân cơ liếc nhìn động tác của hắn nhớ tới tình hình trước đó hắn một tay nắm đúng đốt lửa điểm không khỏi nói ngài thật giống như rất quen thuộc dường như đã tới nơi này nhưng nhìn bộ dạng tìm kiếm trước đó của ngài lại không giống như là đã tới nghiêu hữu đạo cười khổ nàng nghĩ nhiều rồi quay lại chỉ là đối với chút hít môn đạo dưới đất có vẻ có kinh nghiệm mà thôi chút trò lừa này của đông quách lão nhân chưa chắc lừa được ta Xem chút đầu mối đã biết là chuyện gì xảy ra, những thủ đoạn bịp bợm đơn giản kia, thay đổi không được đâu." Vân Cơ hơi ngạc nhiên, có kinh nghiệm sao? Nàng ta có chút không hiểu lời này của hắn có ý gì. như Hữu Đạo cũng không giải thích, có vài thứ cũng không cần thiết giải thích, nếu không càng giải thích càng khiến cho người ta không hiểu. Hắn nhìn nhìn trên tay, thu vào Giả Minh Châu, có hỏa long thật dài uyển chuyển chiếu sáng như thế, phát sáng rộng rãi, Giả Minh Châu so với nó giống như ánh sáng của hạt gạo, không cần dùng nữa nếu đến rồi, nhất định phải đi vào xem một chút, không có khả năng ngay tại cửa nhìn hai mắt liền đi. Nghiêu hữu đạo nhìn dưới chân, cất bước xuống thang, tay áo của hai người tung bay đi xuống bậc thang cao cao. Vân cơ trong lúc cất bước, nhìn xung quanh, vẫn kinh hãi. Nơi này có bao nhiêu nhà tướng? Nghiêu hữu đạo đáp, nếu như không sai, hẳn có hơn 10 vạn, nhìn quy mô này, cho dù có tranh lệch, số lượng phù động cũng sẽ không lớn. Vân cơ động dung hỏi, 10 vạn, chẳng phải là có thể tạo thành một nhánh đại quân sao? Như hữu đạo đáp, căn cứ một số dấu hiệu và thuyết pháp, vốn là gây dựng một nhánh đại quân đấy. Hai người đi qua trong đao thương kiếm kích như rừng cha xét một lần, phát hiện bên trong không gian dưới đất này có 9 cái lỗ, gió lạnh vù vù chính là đổ ra từ bên trong 9 cái lỗ dưới đất. Thì pháp dò xét, cử khiếu sâu không biết nơi nào, cũng không biết âm khí là như thế nào hình thành từ dưới đất. Nhưng có một chút khẳng định, có thể chọn nơi này làm bí cảnh, khẳng định cũng bởi vì nguyên nhân của âm phong cửu khiếu. Ta đi qua hãm âm sơn, trình độ dày đặc của địa âm khí tự nhiên nơi này không kém so với hãm âm sơn, chỉ có điều âm khí của hãm âm sơn đã lộ ra ngoài, nơi này lại chôn sâu dưới đất. Dưới lòng đất bí ẩn kỳ quái như thế, thật không hiểu sư phụ của ngài Đông Quách Hạo nhiên là làm sao tìm được. Vân Cơ đánh giá bốn phía lên tiếng, hẳn không phải là ông ấy tìm được, địa phương này không phải cái gì có thể cố ý tìm được, nếu không có mục đích rõ ràng, cho dù là tu vi của nàng đến 100 người, từ mạch nước ngầm dưới đất đi một chuyến cũng chưa chắc có thể phát hiện. Nếu dễ dàng phát hiện như vậy, cũng không tới phiên ông ấy, chỉ sợ sớm đã bị quỷ tu nhạy cảm phát giác tìm được rồi, cũng không thể ẩn giấu nhiều năm như vậy. Năm đó Ninh Vương đã từng xoái lĩnh đại quân tại khu vực này chinh chiến, cũng chỉ dưới tình huống nhiều người chui loạn mới có thể trong lúc vô ý nhìn thấy phát hiện. Ngưu Hiếu Đạo trong miệng đáp lời, người đi tới một chỗ vách đá dỉ nước ào ào, không biết nước từ ở đâu ra, lại đi qua khe đá gì đi phương nào. Hắn đưa tay lấy chút nước đặt trước mũi người một cái, không phát hiện dị thường, thời khắc vẩy vẩy nước trong tay, quay đầu lại, ngẩn ra, chợt vội nói to lên. Đừng nhúc nhích, trên một tảng đá, cắm ngược một thanh bảo kiếm, một con ô nha ngồi cạnh trên chuôi kiếm, vừa đúng lúc có độ cao ngang tầm mắt của vân cơ. Nàng không nhịn được đưa tay đi chạm đến giò xét, kết quả bị nghiêu hữu đạo vội vàng la lên nên chợt ngừng lại. Cô biết mình có thể đã làm chuyện gì không nên làm, tay rụt trở về, dò hỏi. Không thể đụng vào sao, Như Hữu Đạo đi tới, nhìn chằm chằm nha tướng đó quan sát một chút. Toàn thân lông đen sáng bóng, trong khe hở của tầng tầng lông đen thấm vào âm sát chi khí bao phủ, lại không ngừng hấp thu âm khí chung quanh. Trong khe hở của hai mắt nhắm chặt thấm vào hình như có hồng quang bay bổng, tràn đầy tà khí. Hắn lắc lắc đầu, không thể đụng vào, sau khi bọn chúng ngủ say, một mực ở vào trong âm khí, tiếp xúc đến sẽ sinh khí, làm không được sẽ bị thức tỉnh. Vân cơ hỏi, đánh thức có quan hệ gì sao? Ngài thật vất vả tìm đến nơi này, thật vất vả tìm được bọn chúng, chẳng lẽ không chuẩn bị mang bọn chúng đi ư? Nghiêu hữu đạo cười ha hả nói, mang đi sao? Từ một khắc bắt đầu luyện chế bọn chúng, liền đã chú định không phải tùy tiện người nào đều có thể khống chế đấy, ngoại trừ thống soái có thể tỉnh lại chỉ huy bọn chúng, ai cũng mang không bọn chúng đi được. Bọn chúng chỉ trung thành với một người, nếu cãi lời, lúc nào cũng có thể sẽ hồn phi phách tán, Nói trắng ra là đây là một đoàn tử linh đại quân. Mỗi một con ô nha đều là khi còn sống dung nhập vào linh hồn của một người chết, sau đó luyện chế thành nha tướng, nếu không phải vật còn sống, cũng không phải vật chết, có thể đi qua dương gian. Căn cứ việc ghi lại của bí pháp luyện chế, còn có thể chinh chiến minh giới. Mặc dù không biết minh giới ở đâu, chỗ nào, nhưng việc ghi lại đã nói vật này có thể xuyên qua âm dương hai giới, có thể sống sót trong âm dương hai giới, căn bản không phải là người nào cũng có thể khống chế. Nàng lấy cái gì đi khống chế đây? Nếu thật có thể là thứ mọi người có thể khống chế, tu vi của nàng cao như vậy, ta dám dễ dàng mang nàng tới nơi này sao? Vân Cơ Kinh Nghi, có thể xuyên qua âm dương hai giới, không chịu âm dương ước thúc. Mỗi một nha tướng đều có linh hồn của một người chết. Chương 2123, thập vạn nha tướng khai. Nàng ta nhìn quy mô của nha tướng chung quanh, khiếp sợ không thôi. Cái này cần giam cầm dung hợp bao nhiêu linh hồn của con người chứ? Nếu thật như thế, giam cầm ngắn hạn một lượng lớn vong linh như thế cắt đứt thiên lý tuần hoàn chẳng lẽ không phải tà ma không sợ gặp thiên khiển sao nghiêu hữu đạo nói những thứ này vốn dĩ không nên xuất hiện ở nhân gian nói là tà vật không có chút nào quá đáng còn có phải là tà ma hay không khó mà nói còn phải nhìn xem người dùng bọn chúng tới làm cái gì còn có thể gặp thiên khiển hay không có trời mới biết ông trời là nghĩ như thế nào việc đúng sai của thế nhân chưa chắc hợp khẩu vị của ông trời công đạo tự tại lòng người trông cậy vào thiên khiển duy trì nhân thế công đạo không khỏi nực cười. Hắn nói đến đây, chợt nhìn chằm chằm nha tướng đối diện cảm thán một tiếng. Người luyện chế những thứ này suy vong cũng không phải kết quả gì tốt, có lẽ chính là gặp thiên khiển thôi. Hắn quay đầu lại nói, nàng bây giờ một khi thức tỉnh bọn chúng, bọn chúng lập tức sẽ xem nàng là kẻ xâm lấn. Những tà vật này, đã ở chỗ này thôn vệ âm khí hơn 30 năm, nàng ngẫm lại xem, đây bằng với hơn 30 năm ngày đêm không ngừng tu luyện, hơn 30 năm không giờ khác nào không tu luyện, chưa bao giờ ngừng, đây là khái niệm gì? Hít hà, phân cơ hít hà một hơi khí lạnh, đây chẳng phải là nói, nơi này không khác gì có 10 vạn tu sĩ kim đan, những nhà tướng này tạo thành một nhánh đại quân còn được đúng không? Như hữu đạo đáp, chỉ sợ chỉ có hơn chứ không kém, những thứ này có thể nói là bay tới bay lui trên trời, tung hoành thiên hạ, tới lui như gió, hơn nữa không sợ sinh tử, tu sĩ kim đan có thể so sánh sao? Số lượng của tu sĩ thiên hạ có lẽ thắng bọn họ, nhưng mà ngoại trừ nguyên anh tu sĩ ra, chỉ sợ thiên hạ tất cả tu sĩ chung vào một chỗ cũng không ngăn được bọn chúng. Nàng đánh thức bọn chúng, độn địa thuật của nàng dùng trong tảng đá này dường như không có tác dụng gì, ác chiến một trận có cần thiết sao? Vân Cơ Kinh Nghi nhìn quanh, sư phụ của ngài luyện chế những thứ này muốn làm gì? Như Hữu đạo đáp, bắt nhiều ô nha như vậy, giam cầm 10 vạn vong linh, không phải một mình ông ta có thể làm được, còn muốn không bị người phát hiện một người bận rộn đến bao giờ nhất định là có thế lực tương quan hợp ây hắn giơ tay lên chỉ về phía mặt đại kỳ tung bay phần phật kia vân cơ quay đầu nhìn lại thấy chữ thương trên lá cờ tỉnh ngộ cũng đã minh bạch công dụng của những nha tướng này nghe nói sư phụ của ngài và ninh vương thương kiến bá quan hệ không tệ chẳng lẽ thuyết pháp trong lời đồn thương kiến bá muốn chân áp tu sĩ thiên hạ là thật sự sao nghiêu hữu đạo nói thiệt giả không trọng yếu há chỉ là thương kiến bá thiên hạ các quốc gia ai nguyện ý tu sĩ bao trùm ở trên, người nào không muốn làm như vậy. Chỉ có điều không có năng lực đi làm đến, chỉ có điều thương kiến bá bị người bạo lộ ra mà thôi. Thương kiến bá thật ra đã tìm được biện pháp, nhưng mà... Có thể đúng như lời nàng nói, người tham dự làm trái thiên lý tuần hoàn, đều chết hết, đều gặp thiên khiển. Làm chiêu thức ấy lại không cơ hội đi thực tiến, không có cơ hội nhìn thấy được kết quả của thân mình gieo, ngược lại thì tạm gác lại hậu nhân. Hắn nhìn xung quanh thở dài. Mười vạn vong linh, ai cũng không tiện công khai làm chết rất nhiều người, nếu không động tính quá lớn. Những vong linh này 89 phần 10 đều là tướng sĩ trên chiến trường chết trận. Thương kiến bá lúc trước vì yến quốc trình chiến bốn phương, dưới chướng người chết trận vô số, cũng chỉ có người tương tự như ông ấy hợp mới có thể dưới tình huống không khiến cho người chú ý, trong người chết trận chất đống như núi giam cầm nhiều vong linh như vậy, mà không bị người phát hiện. Không chỉ là thương kiến bá cùng sư phụ của ta, ô thường hiện giờ chỉ sợ cũng đang làm dạng này chiến sự của Tây Tam Quốc, người chết trận vô số, chỉ sợ vừa đúng dịp cung cấp cho hắn cơ hội tuyệt hảo. Thật sự nếu có thiên khiển, theo lý thuyết ô thường cuối cùng cũng khó tháo chạy một kiếp mới đúng. Như hữu đạo nói đến đây, chính hắn cũng nhịn cười không được, nói đùa một chút mà thôi. Vân cơ khiếp sợ không thôi, ô thường cũng đang quy mô rộng lớn luyện chế nha tướng sao. Như hữu đạo đáp, nàng nghĩ rằng ta vì cái gì để nàng và quỷ mẫu giữ liên lạc. Quỷ mẫu đột nhiên cắt đứt liên lạc, nếu như ta không đoán sai, Việc luyện chế của Ô Thường 89 phần 10 ngay tại Hãm Âm Sơn. Vân Cơ không hiểu, làm sao ngài biết hắn đang luyện chế nha tướng, còn nữa, hắn không phải đã sớm biết luyện chế sao? Vì cái gì còn chờ tới bây giờ? Phương pháp luyện chế của hắn vốn dĩ không hoàn chỉnh, bí pháp luyện chế nha tướng đến từ Vũ Triều Hoàng hậu Ly Ca. Ly Ca truyền cho thị nữ tâm phúc của nàng, chính là Khai Sơn Thánh nữ của Ma giáo. Ly Ca để lại một bộ ma điển, trong ma điển có ghi lại bí pháp này bí mật truyền thừa trong thánh nữ các thời đại. Thánh nữ tình nhân của Triệu Hùng Ca trước khi gặp nạn đã giao ma điển này cho Triệu Hùng Ca bảo quản. Triệu Hùng Ca không biết bị đông quách lão nhân rót thuốc mê gì, ừ, chính là nguồn gốc của một màn trước mắt đây. Như hữu đạo chỉ chỉ bốn phía, lại tiếp tục khoanh tay trong con đường của đao thương kiếm kích, giống như nhà đình mạn bộ vậy, phiền muộn thở dài. Lần trước hầu tử bị chộp tới thánh cảnh, ta lúc đó cũng không có biện pháp, mới bảo Triệu Hùng Ca giao ra ma điển trao đổi với ô thường bấy giờ mới bảo toàn một mạng của hầu tử vân cơ phản ứng giống như điện giật những thứ này ngài làm sao có thể giao cho ô thường chứ nghiêu hữu đạo đáp yên tâm ta đương nhiên xác nhận có thể giao cho hắn mới dám giao cho hắn ma điển là giao cho người có thể nhìn biết vân cơ nhắm mắt theo sau lưng hắn nhà tướng hắn cũng đang luyện chế nhà tướng một khi thành thế thì sao chứ nghiêu hữu đạo đáp nhà tướng đó chậm mất rồi uy lực không sánh bằng nơi này hơn nữa chúng ta đã biết lai lịch của hắn há lại cho hắn từ từ thành thế hay sao nha tướng của hắn nếu thật sự có một ngày thành thế chúng ta có thể còn sống hay không còn là một vấn đề vân cơ nghe được một ý tứ khác trong lời nói của hắn hay nói cách khác ngài có biện pháp khống chế nha tướng nơi này ai có thể khống chế bọn chúng chứ nghiêu hữu đạo lắc đầu cái này không nên hỏi nhiều rồi nàng từ từ đoán đi thôi dù sao không phải ta và nàng có thể khống chế hắn leo lên một chỗ đài cao lần nữa nhìn tràng diện rộng rãi quanh đây Phân cơ theo sau, ngài bây giờ không có ý định mang ra những nhà tướng này đó chứ. Như hữu đạo đáp, ta ngược lại thật sự muốn mang chúng ra ngoài, nhưng mà đại quy mô nha tướng như vậy lấy ra ngoài, giấu ở đâu chứ? Một khi mang đi ra ngoài, liền có nghĩa là hoàn toàn không để ý mặt mũi, muốn không bại lộ cũng không được, lục thánh tất nhiên liên thủ toàn lực đối phó chúng ta. Những nhà tướng này ngay cả nàng chưa chắc có thể kiềm chế, không ngăn được lục thánh, Điệp La sát bên trong điệp mộng huyễn giới nhiều xa so với thập vạn nha tướng này cũng khó mấy thánh cấp cho tình hình như thế nào ngươi là thấy qua. Trước khi chưa có niềm tin chắc chắn, không dám khinh cử vọng động a. À. Vân cơ yên lặng gật đầu, ta hiểu rồi. Ngài bây giờ chạy đến tìm những thứ này chỉ là muốn xác nhận sự tồn tại của bọn họ. Như hữu đạo nói xác nhận rồi mới có thể tâm lý nắm chắc nha. Thời điểm vạn nhất cũng có thể kịp thời mang ra ứng phó khẩn cấp. Vân cơ trầm mặc nhìn quanh, chợt thở dài. Ly ca đó rốt cuộc là ai, lại có thể biết loại tà thuật này. Như Hữu đạo nói, tình huống của đệ ngũ vực nàng đều thấy được, hẳn không phải là người của thế giới này, hai vợ chồng thương tụng hẳn là đến từ vị diện tu hành cao hơn. Vị diện cao hơn, Vân Cơ lầm bẩm tự nói, chương 2124, tỏa khốn sầu thành. Được rồi, đã xác nhận, sẽ không có những manh mối gì khác, đi thôi. Như Hữu đạo bỏ lại lời nói nhảy xuống đài cao, khoanh tay đi về phía cửa ra vân cơ nhảy xuống theo thời khắc đi theo nhìn chung quanh nàng hỏi một câu lửa bên trong này có cần phải dập tắt hay không nghiêu hữu đạo đáp không cần đốt không được bao lâu dầu đốt khô dĩ nhiên sẽ tắt đi hai người ra khỏi không gian dưới đất to lớn đứng trên đầu gió xoay người nhìn lại nghiêu hữu đạo từ từ nhường bước sang một bên vân cơ lại lần nữa đẩy ra khối đá lớn kia trong tiếng ông ông nặng nề chậm rãi tảng đá phủ kín hình tròn lần nữa chặn ngay cửa động nơi gió lùa được lấp kín tốc độ khí lưu bên trong không gian dưới đất to lớn bỗng nhiên giảm xuống. Liệt diễm chập trần trong máng uyển chuyển thật dài lập tức an tĩnh không ít. Sức gió không đủ, chữ thương, đại kỳ dựng đứng trong liệt diễm đó cũng chậm rãi thóng xuống, yên lặng, dường như muốn chờ khi gió nổi lên lần nữa tung bay phần phật. Mười vạn u vũ hàn nha vẫn đang ngủ say, hai người họ đi qua con đường đã thăm dò một lượt, đi ra ngoài cũng không cần cẩn thận quá mức rồi, hai người nhanh chóng vụt qua trong địa đạo. Đợi tới khi lại xông ra từ trong thác nước, hai người đã trở về không gian của mạch nước ngầm. Nghiêu hữu đạo lách mình mà lên, đã rơi vào trên bờ. Vân cơ có được phân phó lại rơi vào trong hồ sâu dưới thác nước. Chờ một chút, vân cơ bay lên trời từ phía dưới, đẩy mang đá to lớn đã nhổ xong trước đó, xông vào trong dòng nước xiết của thác nước. Sau khi lần nữa đóng cửa động lại, vân cơ đã rơi vào bên cạnh Nghiêu hữu đạo, gật đầu nói. Chán xong rồi, hai người họ không đi về theo đường cũ, Nghiêu hữu đạo bay xuống phía dưới thác nước, sau đó đi xuống thêm chút nữa mới bảo vân cơ đào thành cái động, tránh ra vị trí ra vào của Ninh Vương Sơn Trang. Họ khai mở một con đường đi thông bên trên, lúc chui ra mặt đất, đã là đêm hôm khuya khoác. Vân cơ thi pháp phủ kín cửa ra, Nghiêu hữu đạo thì lại cẩn thận phân biệt một chút địa hình, nhớ kỹ vị trí chỗ ở. Đây cũng là nguyên nhân hắn bảo vân cơ mở ra một cái thông đạo ở chỗ này, lần sau cho dù nàng không tới, hắn một khi có cần, cũng có thể dưới tình huống không kinh động người nào lấy phương pháp nhanh gọn đi vào mạch nước ngầm. Vị trí của cửa ra vào dưới đất cách cửa ra vào của thác nước không xa, có thể dễ dàng cho lần kế tiếp. Hai người bí mật trở về thương ngô huyện thành, về tới khách điếm nghỉ ngơi một đêm, buổi trưa của ngày kế tiếp ra khỏi thành, một đường vội vàng chạy đi, quay trở về Nam Châu Phủ Thành. Ngoại trừ tử thủ không có biện pháp nào khác, vừa không có viện quân, chỉ có thể toàn diện bị động. Hồ Diên vô hận một đường từ từ làm đủ chuẩn bị, với binh lực gấp 10 lần không chút hoang mang từ từ vây thành, cố viễn đạt lần này sợ là chạy trời không khỏi nắng rồi. Bên trong anh vũ đường, mông sơn minh từ từ có tiếng. Thương chiêu tông đứng trước bản đồ nói, trên đời này không có thành trì nào công không phá được. hô Diên vô hận tập kết ưu thế binh lực, không thiếu lương thảo, lại không ngại địch quân viện quân, từ từ sẽ đến. Tề kinh, cổ viễn đạt đó nhất định là không thủ được rồi, nhất định phá không thể nghi ngờ, nhìn chút ít vì hỗ pháp sư có thể dẫn hắn đào thoát hay không. Mông Sơn Minh cười ha hả, cố viễn đạt giết chết tề quốc hoàng đế Hạo Vân Đồ, lại cướp sạch một lần toàn bộ kinh thành của tề quốc, còn giết hai đứa con trai của Hô Diên vô hận. Không giết hắn, không thể cho trên dưới thần dân của tề quốc một cái công đạo, cũng không đủ trấn nhiếp chư hầu rối loạn lòng người. Hô Diên vô hận bỏ qua ai cũng sẽ không bỏ qua hắn. Vương ra hơn nữa nhìn xem, phản quân một khi thành phá binh bại. Hô Diên vô hận không tiếc cái giá phải trả cũng phải phải giết chết hắn, tuyệt đối sẽ không để cho hắn chạy. Thương Chiêu Tông gật đầu một cái. Vậy cũng được, Tề Quốc vốn còn có thể kiên trì một khoảng thời gian đáng kể, trong nháy mắt bị làm lung lay sắp đổ. Cố viễn đạt coi như là công lao hàng đầu, nhưng mà tên phản quốc này chết chưa hết tội. Hai người vừa nói vừa đi ra từ bên trong anh vũ đường. Thương Chiêu Tông tự mình đẩy xe lăn, tới cửa nói một tiếng, lập tức có quân sĩ đến, hỗ trợ mang xe lăn ra ngưỡng cửa. Vương Phi Phượng Nhược Nam quanh quẩn một chỗ chờ bên ngoài, hoàn bội đinh đương đi tới, theo quy củ, không được cho phép nàng ta cũng không thể tự tiện xông vào anh vũ đường quân cơ trọng địa bực này chỉ có thể chờ đợi ở bên ngoài mông sơn minh tất nhiên chào hỏi cùng nàng thấy nàng tìm tới đây rồi biết phu thê hai người xem ra có lời gì nói nên liền cáo lui khụ khụ xe lăn đi xa truyền đến một tiếng ho khan dữ dội thương chiêu tông đưa mắt nhìn trên mặt hiện lên vẻ giàu gì thân thể của mông bá bá càng ngày càng tệ rồi lần này chịu khiển trách để cho đại an và lộ tranh đảm nhiệm chủ tướng hình như có chút hít ý đổ nóng lòng rèn luyện hai người phượng nhược nam nghe hiểu ý trong lời nói của hắn kêu pháp sư kiểm tra nhiều chút trợ giúp chăm sóc thêm thương chiêu tông hơi lắc đầu trước kia thương tích quá nặng tạo thành tàn tật bản mệnh chân nguyên tổn hại rồi các pháp sư nói là linh đan diệu dược có thể trừ bệnh điều trị thân thể có thể kéo dài tuổi thọ nhưng không cách nào đền bù tuổi thọ hao tổn hắn chợt xua tay được rồi không nói cái này nữa nàng tìm ta có việc gì Phượng Nhược Nam ừ một tiếng, kéo lại cánh tay của hắn, cùng nhau yên lặng đi trên đường mòn. Thanh Nhi gần đây có chút không đúng, thiếp phát hiện muội ấy thường thường kinh ngạc ngơ ngác mất thần. Sáng sớm hôm nay thiếp đi qua, phát hiện muội ấy ngồi trước bàn trang điểm nhìn chầm chầm cái gương. Thiếp liền gọi muội ấy vài tiếng, nó không ngờ lại không có phản ứng, nên thiếp đi tới trước mặt lắc lắc vài cái, muội ấy mới tỉnh thần. Thương chiêu tông cao mày, tâm tư nặng nề như thế ư, gần đây xảy ra chuyện gì sao? phượng nhược nam đáp cũng không có gì a à, đúng rồi dường như chính là sau khi ngân nhi đến liền biến thành như vậy thương chiêu tông suy nghĩ một chút chẳng lẽ là do ngân nhi đó gây nên phượng nhược nam đáp dường như không phải nhà đầu đần độn không có tim không có phổi đấy thanh nhi rất thích nó sẽ không tính toán gì với nó đâu chỉ có điều vương ra ngân nhi đó đúng là tham ăn a à, rất hiếm thấy nàng ta ngừng miệng bên biệt viện cũng thật sự nuông chiều quá rồi lại cố ý phái hai vị hòa thượng của nam sơn tự đến đây đặc biệt thiên vị cho nàng chưa từng thấy cương chiều như vậy đấy thương chiêu tông biết được nghiêu hữu đạo vẫn khỏe mạnh cũng biết ngân nhi năm đó chính là người theo đuôi nghiêu hữu đạo có thể cương chiều như vậy nhất định là ý tứ của đạo gia hắn không muốn nhiều lời với điều này nên kéo lại đề tài ta gần nhất chú ý chiến sự cũng không có tinh lực bận tâm thanh nhi nàng làm chị dâu nên đi xem nhiều một chút trong học đường thương thuộc thanh nhìn học sinh viết chữ lại tẩu thần rồi nàng ngồi phía sau trường án trên bục giảng ngẩn người gần đây có thể nói là ngay cả dạy học sinh cũng không chuyên tâm rồi. Bên cạnh cửa ra vào, một chiếc ghế đẩu, Ngân Nhi ngồi đấy dựa vào tường, trong tay bóc lấy đậu phộng luộc, ăn hứng thú say xưa, chỉ cần có ăn, nàng ta sẽ rất thỏa mãn, hơn nữa không buồn không lo. Dĩ nhiên, nàng ta càng thích ăn đùi gà, nhưng mà thương thục thanh bị nàng ta ăn đến sợ, sợ nàng ăn hết sẽ xảy ra chuyện, ngày thường điều chỉnh cho nàng chút ít các loại tiểu linh thực. Quản phương Nhi xuất hiện ở ngoài cửa sổ học đường, gần đây cũng thường đến thăm. Quản Phương Nghi nhìn Thương Thục Thanh ngẩn người trên bục giảng, âm à thầm cười khổ, phát hiện vị đạo gia kia điên rồi, hời hợt đã làm giảm bớt một ít chuyện. Đây là khi dễ Thương Thục Thanh ngốc tử sao? Chương 2125, binh bất yếm trá một. Vương Khiếu chính là đạo gia, lúc trước Thương Thục Thanh vì đạo gia náo loạn thành như vậy, còn vì đạo gia hối hôn, Vương Khiếu đó có thể nói là biết được. Nói cách khác, thì ra là Thương Thục Thanh biết được đạo gia đã biết nàng ta tình ý đối với hắn. Giờ này đạo gia lại xem chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, cứ như vậy hời hợt bóp lại đi, giờ này nữ nhân này vẫn không thể dối tung cái cú sang, nhìn bộ dạng trạng thái tinh thần không tốt, sợ là hàng đêm trằn trọc thậm chí đi ngủ đều ngủ không được. Nhưng mà cái này không phải việc của Ngưu Hữu Đạo suy tính, từ khi huyện Thương Ngô trở lại một cái, đã nhận ra hành động bất tiện, Ngưu Hữu Đạo lập tức tìm viên cương đến cùng bàn bạc, nhìn xem có thể từ đệ ngũ vực lấy ra vài con phi cầm tỏa kỵ hay không. Có vân cơ hiệp trợ, lấy ra vài con phi cầm tỏa kỵ không sao, vấn đề viên cương hiện rõ mồn một, một, hắn có thể khống chế. thế nhưng khi hắn không có ở đây, không có biện pháp khiến cho những phi cầm giả tính chưa thuần kia nghe theo sự khống chế của những người khác. ngoại trừ viên cương, những người khác khống chế không được, mà viên cương lại không nên thường xuyên lộ diện. nhưu hữu đạo ngẫm nghĩ, cuối cùng vẫn thôi. đỉnh của kinh thành nước tề, cố viễn đạt đứng lên trên tường thành tiêu tụy cực kỳ, trơ mắt nhìn bên ngoài thành lại nổi lên tường cao sau khi hồ diên vô hận chậm chạm ung dung xuất quân chạy tới cũng không vội vã công thành mà là ra lệnh đại quân ở ngoài thành đại hưng thổ công đại quân không ngừng xây dựng mô đất sau khi thổ sơn chất đống đẩy ngã sụp về phía trước sau đó sẽ chất đống lại đẩy ngã sụp về phía trước mắt thấy thổ sơn càng ngày càng cao địa phương bị đẩy ngã trước mặt đã nhanh chóng cân bằng với tường thành rồi ý đồ của hồ diên vô hận rất rõ ràng lười công cái thành trì này cũng không nóng lòng cầu thành cứ như vậy từ từ đến một khi thế thành, không cần bao lớn thương vong, đại quân xông lên một cái liền tấn công vào thành. Đối mặt phương thức này, bên này cung tên và lợi khí gì đó đều vô dụng, bắn tên đối với thổ sơn há có thể có hiệu quả gì chứ? Người có bản lãnh đi ra tấn công, người ta tùy thời phụng bồi. Cố viễn đạt hối hận đến nỗi ruột trong bụng xanh lè rồi, hối hận không nên phản bội tề quốc, càng oán hận cao phẩm, phát hiện bị cao phẩm lợi dụng. Chuyện tới bây giờ, làm sao có thể không biết cao phẩm căn bản sẽ không nghĩ qua phát binh gấp rút tiếp viện. Bắt đầu vào khoảnh khắc phát hiện bị cao phẩm lừa bịp tấn công vào Tề Kinh, 30 vạn viện quân của quân Tần và Tề quân sau đó liền vây quanh Tề Kinh, đại quân của hắn liền không ra được. Điều quan trọng là nước tấn căn bản không có viện quân tới, Hô Diên vô hận khoan thai đến chậm không có nỗi lo về sau, có thể ở chỗ này đều đâu vào đấy từ từ làm. Hơn nữa bị thảm chính là, phiêu miếu các đột nhiên hạ lệnh, đoạt lại tất cả chi cầm tòa kỵ, cố viễn đạt hắn cho dù muốn chạy trốn, cũng chỉ có thể từ trong vòng vây trùng trùng giết ra ngoài một con đường này. Thế cục trước mắt, nói là thân hãm tuyệt cảnh cũng không quá đáng, trong lòng cố viễn đạt tràn đầy thê lương. Thường lâm tiên trưởng môn của Linh Hư Phủ, tàng phong trưởng môn của Thủ Chính Các, lạc môn chân trưởng môn của Đại Nhạc Sơn, cùng đi theo hắn thị sát trên tường thành, mắt thấy Thổ Sơn đối diện đã cao hơn tường thành bên này, trong lòng cũng tràn đầy đau buồn phẫn nộ. Có thể tưởng tượng được, một khi đỉnh của Thổ Sơn bị đẩy ngã sụp một lần nữa, trên cơ bản là có thể san bằng khe rãnh giữa tường thành và thổ sơn một đạo sườn dốc đủ để cho tề quân một lần phát động toàn diện lao xuống thủ thành chiến thủ thành dạng này bọn họ vẫn là lần đầu tiên nghe nói cũng là lần đầu tiên gặp được vốn dĩ bọn họ trên cao nhìn xuống đối mặt quân địch giờ này không ngờ lại trở thành quân địch trên cao nhìn xuống chuyện này là sao nhìn thấy trước mắt có thể tưởng tượng công sự của tề quân làm đến trình độ này tùy thời có thể phát động tấn công cuối cùng trong lòng của ba vị trưởng môn cũng đồng dạng tràn đầy thê lương, đồng dạng hận thủ đoạn hèn hạ của cao phẩm, càng lợi dụng bọn họ như thế, làm hại bọn họ tỏa khốn sầu thành. Binh bất yếm trá, bọn họ xem như lĩnh giáo cái gì gọi là binh bất yếm trá, những chiến trường này tướng lãnh bầy mưu nghĩ kế trước sau bố cục lợi dụng thủ đoạn, đúng thật là nắm chắc trong tay các phe nhân mã trên toàn bộ chiến trường, thế lực khắp nơi làm quân cờ đến bài bố, dưới việc trêu đùa bầy mưu kế sâu xa, đùa nghịch xoay mồng mồng bên này, sửng sốt đến cuối cùng mới nhìn hiểu rõ đường lối khổng lồ như vậy là có ý gì. Trường môn của ba phái phát hiện mình có chút giống đứa nhỏ ba tuổi, dù có phát cáo do bị gài bẫy cũng vô dụng. Có thể bắt cao phẩm sao, đây không phải là ân oán môn phái, đánh với nhau một trận là có thể xong chuyện, người đến đánh thử nhìn một chút. Ân oán giữa các môn phái như vậy làm người ta không biết xấu hổ khác biệt, người mắng cao phẩm hèn hạ vô sỉ cũng vô dụng, chỉ sợ người ngoài cuộc còn phải khen cao phẩm có bản lãnh. Chuyện như vậy trên chiến trường chỉ có thắng bại, không theo đạo lý nào ba phái ngay cả chỗ nói rõ lý lẽ cũng không có bọn họ ngoại trừ mắng cao phẩm một trận không có biện pháp nào khác bên này truyền tin giận giữ mắng mỏ cao phẩm cao phẩm lại không chút nào nổi giận không ngờ lại viện cớ không nghĩ tới quân tần cũng toàn diện rút quân rồi nói cái gì chiến cuộc xuất hiện biến hóa cho nên làm ra điều chỉnh đối với chiến lược chiến thuật cao phẩm bày tỏ tiếc nuối đây cũng là chuyện không có cách nào khác dĩ nhiên cao phẩm đưa ra lời nói chuẩn xác đáp lại Địa bàn của Tam Châu đáp ứng ba phái tuyệt không nuốt lời, đây là sự việc mà triều đình nước tấn thông báo với thiên hạ, chắc chắn sẽ không nuốt lời. Cao phẩm hết lần này tới lần khác bảo đảm sẽ không nuốt lời, nói chỉ cần ba phái có thể đánh giết ra khỏi trùng vây, nhất định hết lòng tuân thủ hứa hẹn, người nào nếu đổi ý hắn là người đầu tiên không đáp ứng. Cao phẩm cũng tốt bụng nhắc nhở, biến tề quốc thành như vậy, giết hoàng đế của tề quốc, còn giết hai đứa con trai của hô diên vô hận, sự việc trọng đại trước mắt khiến cho ba đại phái phá vây phải cẩn thận. Cái này không phải lòng tốt nhắc nhở gì cả, rõ ràng là đang cảnh cáo ba phái, chớ vọng tưởng kẻ tiểu nhân mượn gió bẻ măng, a du nghiêng ngả, các ngươi hoặc là tử thủ, hoặc là phá vây. Ba phái bị kích động tức giận đến hộp máu, thủ sao, mấy triệu đại quân vây thành, Hồ diên vô hận làm như vậy, bên này sau khi tử thương không đến 30 vạn nhân mã có thể thủ sao. Phá vây ư, mấy triệu đại quân bao vây phía dưới, cho dù có thể xông ra, hậu quả là dạng gì chứ. Lực lượng của ba phái trong chiến tranh tấn, Vệ thực lực đại tổn, nếu làm như vậy nữa thì còn có thể dư lại bao nhiêu người chứ? Còn dư lại một vài nhân tố không quan trọng chạy thoát, nước tấn hết lòng tuân thủ hứa hẹn giao địa bàn của Tam Châu cho ba phái, ba phái dám muốn sao? Giữ được ư, đạo lý thất phu vô tội hoài bích kỳ tội không hiểu sao? Thấy các ngươi tốt, những môn phái tu hành khác không làm gì ngươi mới là lạ, dám yêu cầu chính là tự tìm đường chết. Nước tấn đã đáp ứng cho các ngươi, cũng thực hiện hứa hẹn, chính các ngươi không thủ được có thể trách ai. Dĩ nhiên, nếu như chính các ngươi không được, vậy thì càng không thể trách ai được rồi. Càng chết người hơn là, phiêu miếu các tịch thu tất cả phi hành tỏa kỳ cái này có ý vị là ba phái cao tầng bọn họ muốn phá vây cũng chỉ có thể là một con đường máu giết ra ngoài. Từ trong mấy trăm vạn đại quân trùng điệp cứng rắn đánh giết ra ngoài, còn có nhiều tu sĩ chặn giết như vậy, chàng diện kia ngẫm lại đều trái tim băng giá. Trường 2126, Binh Bất Yếm Trá 2 Bên ngoài trướng của chủ soái một nhóm đi tới dẫn đầu đi vào chính là tề hoàng hảo chân hô diên vô hận lúc này bước nhanh đi ra từ sau bàn chắp tay lễ ra mắt bệ hạ sau đó ông ta quay về phía trưởng môn của ba đại phái gồm vũ văn yên bắc huyền tam thiên lý chào một tiếng hảo chân đưa tay đỡ một cái tỏ ý không cần đa lễ sau đó trần trừ trước mặt hô diên vô hận hình như có chút ít muốn nói lại thôi đối với hô diên vô hận ông ta vẫn rất tôn kính trước tiên hiện tại cần dựa vào hô diên vô hận ổn định lòng quân cục diện hiện giờ như vậy, cũng chỉ có uy vọng của Hô Diên vô hận có thể ổn định lòng quân, có thể chấn áp cục diện sau cùng, nếu không bốn phía chung quanh đã loạn thành một đoàn. Nếu không có Hô Diên vô hận, chỉ sợ quân tâm lập tán, đã mỗi người đều chạy đi tìm tiền đồ. Hiện tại không có Hô Diên vô hận, Tây quốc lập tức phải xong đời. Mặt khác chính là, Hạo Trân cũng đích thật là đối với Hô Diên vô hận tâm tồn cảm kích vạn phần. Trong một đám hoàng tử chạy nạn, chính vì một câu nói của Hô Diên vô hận, mới khiến cho ông ta leo lên được ngôi vị hoàng đế. Không có sự ủng hộ của Hô Diên Vô Hận, ông ta không có khả năng làm vị hoàng đế này. Thế nhưng Hô Diên Vô Hận lúc này binh quyền ở trong tay ủng hộ ai, ai có thể thượng vị, nếu so với ba đại phái còn có tác dụng, ít nhất ba đại phái lúc này không dám cùng Hô Diên Vô Hận đối nghịch. Lúc này leo lên ngôi vị hoàng đế cũng chưa hẳn là chuyện tốt, nhưng mà ít nhất dưới cục thế loại hoàng tử không bằng chó này, tình cảnh toàn gia của hắn đã tốt nhiều rồi nhìn một chút những hoàng thất khác giờ này đều đang làm gì, cũng phải thật thà ngoan ngoãn đi làm việc. Dù có bảy hoàng thất phô trương, khiến cho tướng sĩ trong nghịch cảnh thấy thế nào. Lúc này hoàng thất chân chính là vương tử phạm pháp đồng tội như thứ dân. Vì chấn nhiếp, hạo chân đã xử tử hai tên hoàng thất la hét yêu cầu đãi ngộ. Thuyền sắp phải lật rồi, vào lúc đồng tâm hiệp lực, không nuôi người rảnh rỗi, cũng là vì lòng người. Những hoàng thất quý phụ kia cũng bắt đầu làm công việc lặt vặt, ít nhất tự lo liệu sinh hoạt, giặt quần áo bận rộn các loại. Các tướng sĩ si ăn cái gì, cũng phải ăn theo cái đó, hai tay yêu kiều cũng mỗi một người đều cọ sát ra bọng máu, từng người một khổ không thể tả. Thân là gia quyến của Hoàng đế Hạo chân đương nhiên tốt hơn nhiều so với những người khác, ít nhất không cần lo lắng lúc nào cũng có thể sẽ rơi đầu. Chỉ có điều thiệu liếu nhi cũng là người biết phân tắc, từ bỏ xiêm y và trang sức hoa lệ, chủ động mang theo hai người con lớn nhất của Hạo chân làm việc, ăn cùng các tướng sĩ. Hữu không càng xem con gái của Hồ Diên Uy và Hạo Thanh Thanh như là con gái của mình, yêu thương bằng mọi cách, cho dù là ủy khuất con trai của mình, cũng phải trước tiên chiếu cố hết tôn tử của Hồ Diên vô hận. Bà ta rất rõ, lúc này cả nhà trên dưới chính là thời điểm cần Hồ Diên vô hận ủng hộ. Cùng với hoàng thất khác tâm thái không giống nhau, chịu khổ cũng sẽ không xem như chịu khổ rồi. Sau khi thiệu liếu nhi được gả vào vương phủ, vẫn khiến cho Hạo Trân có chút hài lòng, là nữ nhân biết nặng nhẹ, nhất là giờ này, làm Hạo Trân rất an ủi. Đồng dạng là xuất thân từ thiên kim tiểu thư của đại hộ nhân gia, lại không hề có chút ít tật xấu hư vinh kiêu xa như những quý phụ nhân khác. Mà hạo chân hiện giờ cũng đã tóc mai điểm bạc, trong thời gian ngắn ngủi, không ngờ lại già đi không ít. Hết cách rồi, cục thế hiện giờ của tề quốc, chân chính giang khô tâm huyết của ông ấy, đêm không thể chợp mắt, thường xuyên thức tỉnh từ trong ác mộng, có thể là ngày đêm làm lụng vất vả yêu tâm. Toàn bộ tề quốc, rất nhiều nơi gần như đã trở thành thành trì chống không, dưới chiến lược áp bách của cao phẩm, một lượng lớn dân chúng của tề quốc đã thành dân chạy nạn, không ngừng tháo chạy tới địa giới của nguyên vệ quốc. Cao phẩm chiếm cứ đại thế, không quyết đấu trên chiến trường, lại chọn lựa các loại thủ đoạn không ngừng đè ép chiến lược không gian của tề quân, không ngừng móc sống sinh tồn thổ nhưỡng của tề quân, chỉ vì một kích tối hậu nước chảy thành sông. Đối mặt loại cục diện này, lòng người bàng hoàng, hảo chân chuyên cần chính sự nỗ lực như thế nào đi nữa, cũng khó kéo vãn tự thủy nhân tâm. Người nói dễ nghe đi nữa cũng vô dụng, mọi người nhìn không thấy hy vọng, chỉ có thể là chạy đi tìm hy vọng, không có gì so sánh với ăn no bụng, so sánh với còn sống càng trọng yếu hơn, bính hỏa của hư vô mờ mịt đẹp hơn nữa cũng không ai tin. Bệ hạ nói là có ý chỉ gì sao? Hô Diên vô hận phá vỡ trầm mặc, hạo chân theo dõi ông ta, chấm mới vừa nghe được tin tức, thượng tướng quân lệnh giáo sự đài câu thông nhân thủ nằm vùng trong thành, âm thầm liên lạc cố viễn đạt, muốn hắn quy hàng đúng không? Hô Diên vô hận gật đầu, đúng là có chuyện này, thấy ông ta thừa nhận, Vũ Văn Yên lên tiếng thượng tướng quân giờ này quân ta nắm chắc phần thắng kinh thành dễ như trở bàn tay còn làm như vậy có cần thiết không chứ hạo chân thở dài đúng a à, thượng tướng quân cố viễn đạt chính là phản tướng thế cục của tề quốc thay đổi đột ngột tên này khó lẫn tránh tội hại chết phụ hoàng cướp sạch kinh thành hai đứa con trai của thượng tướng quân cũng chết thảm tay y tên này tội nghiệt sâu muôn lần chết khó lẫn tránh tội này há có thể dễ dàng bỏ qua khô diên vô hận đã biết chuyện này không thể gạt được vị này giáo sư đài được nắm giữ trong tay của hoàng đế, khiến cho giáo sư đài đi làm chuyện như vậy, đã biết có thể sẽ dẫn đến vị này, đoán chừng bên giáo sư đài đã bị vị hoàng đế này tạm thời cản lại. Ông ta quay đầu lại nhìn về phía trưởng môn của ba đại phái. Ba vị trưởng môn, nếu trong thành tu sĩ toàn lực yểm hộ cố viễn đạt thoát thân, ba vị trưởng môn có thể vạn toàn bảo đảm không cho hắn ta trốn thoát chứ. Cái này sao, ba vị trưởng môn nhìn nhau, bác Huyền nói. Đối phương nếu liều chết phá vây, không nhất định có khả năng sẽ xảy ra thượng tướng quân kêu chúng ta vạn toàn bảo đảm khó tránh khỏi có chút ép buộc bất quá bọn ta đương nhiên làm hết sức nhưng rất nhiều chuyện vẫn luôn tồn tại bất ngờ đại quân giao chiến việc tùy tùng liều mạng trợ giúp chủ soái thoát hiểm rất bình thường cũng tất nhiên sẽ xảy ra điều này làm cho bọn họ làm sao có thể đưa ra vạn vô nhất thất bảo đảm chứ dù sao đối diện là nội tình của ba đại phái của nguyên vệ quốc cũng không phải ăn chay thật sự muốn bảo đảm điều này quay đầu lại xuất hiện ngoài ý muốn trên mặt mọi người đều khó nhìn hồ diên vô hận gật đầu một cái phất tay chỉ ra ngoài trướng chỉ tới phía xa xa có thể thấy được tòa thổ sơn thật cao quân ta công sự đã hoàn bị chỉ cần một lần là xong ba vị trưởng môn có biết ta vì cái gì sớm không liên lạc cố viễn đạt thế nhưng đúng lúc này liên lạc hay không hạo chân lập tức hỏi cử động lần này của thượng tướng quân chẳng lẽ có thâm ý gì sao hồ diên vô hận đáp đương nhiên là không thể để cho tên này chạy thoát vì vạn vô nhất thất, cũng là vì quân ta có thể lấy tổn thất nhỏ nhất đoạt lại kinh thành. Mà phản quân tự biết không có đường sống, trận chiến này chắc chắn sẽ bức phản quân đến chó cùng rứt dậu, sẽ làm phản quân liều chết phản kháng. Việc đã đến nước này lại tạo thành thương vong trọng đại không cần thiết cho quân ta, cũng phải cần phòng bị phản quân phóng hỏa đốt thành. Kẻ này muôn lần chết khó tránh tội này, ta sao lại đáp ứng y ta đầu hàng chứ? Bệ hạ cứ yên tâm đi, ta nhất định không buông tha y, cũng không có khả năng khiến cho y ta chạy. Tên tặc tử này không giết, thiên lý khó dung, cũng không đủ để chấn nhiếp chư hầu. Ông ta quay đầu lại chắp tay với hạo chân, vậy nên mới cần hạng người một cái lưỡi lanh lợi như giáo sư đài mệnh thành trung toàn lực hợp mới có thể. chương 2127, Thành Trì Buồn Bã một Cố viễn đạt thật bất ngờ, nhìn mật sứ trước mắt, trên mặt bao gồm trong nội tâm đều kinh nghi bất định. Hồ Diên vô hận không ngờ lại nguyện ý tha cho y một lần, không ngờ lại nguyện ý tiếp nhận y đầu hàng, Điều này thật sự là làm y ngoài ý liệu, điều này sao có thể? Khó có thể tin, cũng không thể tin được, y liên tục nghi vấn, hỏi mật sứ một câu, việc đã đến nước này, ngoài thành đại quân công sự hoàn bị, thượng tướng quân ra lệnh một tiếng, đại quân tùy thời có thể đánh vào trong thành, thượng tướng quân có nhất định cùng tướng quân hư tình giả ý ở chỗ này hao tổn sao? Đây cũng là chỗ Cố Viễn đạt không hiểu, chẳng lẽ là muốn giảm bớt chiến tổn, trước tiên đánh lừa mình quy hàng, sau khi rơi vào trong tay đối phương lại bị trừng phạt? nếu thật sự như vậy, chẳng phải xem mình thành tên ngốc tử ư. Bản thân mình sao có thể trên loại này cong, mật sứ thẳng thắn, Hồ Diên vô hận đích thật là muốn giảm bớt chiến tổn, Tề quốc đến mức hiện nay, thử hỏi cách làm người của Hồ Diên vô hận lại há là người nhân tư phế công. Nếu đối với Tề quốc có lợi, Hồ Diên vô hận sẽ không tính toán cái chết của hai đứa con trai. Nếu là có lợi đối với Tề quốc, Tề Hoàng Hạo chân cũng sẽ bất kể hiểm khích lúc trước, trước đó Hạo chân đã miễn xá bao nhiêu người chứ. Một khi công thành, phản quân tất nhiên chó cùng rứt dậu liều chết phản kháng hiện tại tề quốc chính là thời điểm cần tập trung lực lượng đối ngoại cùng với tổn hao lực lượng ở chỗ này không bằng tiếp nhận phản quân đầu hàng nhất trí đối ngoại dĩ nhiên chuyện lúc trước không có khả năng cho rằng cái gì cũng chưa từng xảy ra sau đó cố viễn đạt nhất định phải giao ra binh quyền nếu thật sự muốn đầu hàng không giao cũng không được sau khi đầu hàng tề quân sẽ giải tán phản quân đến các bộ đi sung dùng còn bản thân cố viễn đạt thì phải bị giáng xuống chức vụ nhàn hạ, sẽ không cấp binh quyền nữa, nhưng cũng bảo đảm tánh mạng và cuộc sống cơ bản không có gì đáng lo. Về phần người thuộc ba phái của Linh Hư Phủ, Tề Quốc không tín nhiệm ba đại phái, sự tình náo loạn thành như vậy, cũng nhất định phải bắt một số người đưa ra thông báo, cho nên xử trí như thế nào là việc của Tề Quân, không nhọc Cố Viễn Đạt quan tâm. Tóm lại, Cố Viễn Đạt nếu đáp ứng, cứ làm như thế, nếu không đáp ứng, Tề Quân tất lập tức phát động tấn công, đến lúc đó không có gì khách khí chắc chắn chém y ta thành muôn mảnh bất kể mật sứ nói ra nhiều lý do tốt thế nào cố viễn đạt mặc dù nửa tin nửa ngờ mặc dù tai vạ đến nơi cũng ôm lòng mong đợi nhưng không có khả năng dễ tin không lấy được sự bảo đảm tuyệt đối an toàn y làm sao có thể tin tưởng cái này dễ xử lý mật sứ kêu y viết một phong thư nêu lên đề nghị yêu cầu được bảo đảm chờ đợi tề quân trả lời tề quân có thể đáp ứng hay không cố viễn đạt không biết nhưng chỉ cần có thể tránh thoát một kiếp còn có thể bảo toàn huynh đệ phía dưới, không ngại còn nước còn tát thử một chút. Khi ta lập tức viết mật thư, đưa ra yêu cầu giao cho mật sứ sắp xếp người bí mật đưa đi. Nhưng mật sứ mới ra khỏi bên này không lâu, Thường Lâm Tiên, Tàng Phong và Lạc Môn Chân liền xuất hiện, cải trang ăn mặc thành mật sứ của phản quân vừa đúng lúc ngăn cản. Ba vị trưởng môn có được mật báo, nói Cố Viễn Đạt đang cùng Tề Quân bí mật đàm phán, chuẩn bị bán đứng ba phái bảo toàn bản thân mình, họ được biết mật sứ đến rồi, nên đang chờ ở đây bọn họ bắt được mật sứ, tìm ra phong thư của Cố Viễn Đạt. Cố Viễn Đạt ở trong thư yêu cầu ý chỉ đặc xá của Tề Hoàng Hảo chân đồng thời yêu cầu lệnh tiến cùng với quân lệnh trạng của Hô Diên Vô Hật, cũng muốn ba đại phái của Tề Quốc phát ra lời thề công văn bảo đảm, lấy được những thứ này y mới dám đáp ứng đầu hàng. Trưởng môn của ba phái thấy Cố Viễn Đạt quả nhiên sau lưng ba phái cùng Tề quân mật đàm, bọn họ giận dữ, lúc này chạy thẳng tới đại điện chủ soái chỗ Cố Viễn Đạt. Mật sứ bị bắt lấy khẽ gật đầu với một vị quân sĩ trong góc vị quân sĩ ấy thấy hướng đi của trưởng môn ba phái lúc này nhanh chóng xoay người mà đi lúc này có người thả ra phong thanh nói ba phái muốn bất lợi đối với cố viễn đạt cố viễn đạt giật nảy mình cho dù thiệt giả phòng bị nhất định là vị trí đầu não ngay lập tức triệu tập một số tùy quân tu sĩ của tấn quốc hộ giá trưởng môn của ba phái bị một số đông người ngăn ngoài điện khó có thể trực tiếp gặp được cố viễn đạt càng trở nên kinh nghi đây rõ ràng là đối với bọn họ sớm có phòng bị đệ tử của ba phái thấy thế dĩ nhiên nhanh chóng tụ tập đến, càng trở nên làm cố viễn đạt cảm thấy nguy hiểm, song phương phát sinh rằng co, cái vã nhất thời khó rõ chân tướng. Vút, một mũi tên lệnh ở trong thành được phóng lên cao, những địa phương khác trong thành sau đó lại liên tiếp vù vù. Toát ra hai cái tên lệnh, rất nhanh, chuông báo động của quân phòng thủ trong thành ré dài, có địch tấn công. Tề quân chuẩn bị đã lâu cuối cùng đã phát động ra tấn công. Chuyện hợp tình hợp lý, phản quân quả nhiên không thủ được rồi, thêm nữa nội loạn, nhân mã chỉ huy điều động mất cân đối, tề quân một lần hành động công phá phòng thủ thành phòng, như một dòng lũ lớn tấn công tiến vào trong thành. Cố viễn đạt không thể trốn thoát, cũng không có biện pháp tháo chạy, người của ba phái linh hư phủ lúc này không chút do dự vứt bỏ y mà chạy, ba phái chỉ biết tự mình liều mạng thẳng hướng ngoài thành. Ngay cả tu sĩ chủ lực bên này đều chạy, không nhiều tu sĩ nước tấn tự biết mang theo cố viễn đạt cũng không thể trốn thoát từ trong quân địch trùng trùng, cũng biết cố viễn đạt thành con rơi của nước tấn, dưới thế không thể vãn, bọn họ cũng tận lực, cũng vứt bỏ y ta mà chạy. Đã không có tu sĩ trợ lực, phản quân căn bản không có lực ngăn cản, tan tác nghiêng về một bên. Dưới sự bảo vệ của những hộ vệ thân tín, cố viễn đạt cũng bị ép vào tuyệt cảnh, vốn muốn rút kiếm tự vận, vì biết rơi vào trong tay của tề quân kết quả sẽ sống không bằng chết, không bằng tự kết liễu. Nhưng tùy tùng cha hổ của hô diên vô hận tự mình đánh tới, chính là vì tự tay bắt lại cố viễn đạt. Cha hổ đơn độc xâm nhập, một lần hành động đánh rất kiếm trong tay cố viễn đạt, tại chỗ bắt được y, há lại cho tên tặc tử này được chết quang minh lỗi lạc. Kịch chiến vẫn còn tiếp tục trong thành, còn có phản quân ngoan cố chống lại. Mà cố viễn đạt cũng đã bị giải đến bên ngoài trướng chủ soái ngoài thành. Đám người hạo chân và hô diên vô hận chậm rãi bước ra, đều lạnh lùng nhìn chăm chăm. Cố viễn đạt vô cùng chật vật bị ấn quỷ gối, nhìn đám người hô diên vô hận đứng bên trên, không phải muốn tiếp nhận đầu hàng sao. Không cần hỏi, cũng không cần hỏi nữa, việc đã đến nước này, đã rõ, trúng kế rồi, bị trúng kế ly gián. Cái gì tiếp nhận đầu hàng, tiếp nhận đầu hàng quái quỷ, hô Diên vô hận căn bản không muốn tiếp nhận đầu hàng, cho gian trồng chất, thật ra muốn chính là một phong thư hồi âm của y mà thôi. Không nghĩ tới, y ta thật không nghĩ tới, một phong thơ liền cắt đi đường lui của y, một phong thơ liền cắt đứt một chút hy vọng đào xanh cuối cùng của y. Thổ sơn được xây cao ấy chậm chạp không phát huy tác dụng, mê hoặc y, cùng mật sứ vừa gặp thật đúng là nghĩ đến lại được một chút hy vọng sống bản thân mình không ngờ lại ngu xuẩn đến mức ôm hy vọng trông cậy vào thư trả lời. Kết quả một phong thư hồi âm lại trở thành bùa đòi mạng, không ngờ lại làm tùy quân tu tù sĩ vứt bỏ y mà chạy, cũng làm nhân mã dưới trướng đánh mất lực lượng ngoan cố chống lại. Sự lợi dụng tinh chuẩn sau khi thủ thế chờ đợi, chân chính là dùng được, dùng hay đấy, có thể gọi là một mũi tên bắn mấy con chim. Thượng tướng quân không hổ là thượng tướng quân, đúng là hảo thủ đoạn, mà tướng thua tâm phục khẩu phục, ha ha, ha ha. Chương 2128, thành trì buồn bã hai. Cố Viễn đạt khuôn mặt thê lương ngửa mặt lên trời cười điên cuồng không ngừng, cười ra nước mắt, tâm tình bi ai trong tiếng cười khó mà che giấu. Hồ Diên vô hận cũng lười hỏi nhiều với y, trầm giọng nói: "Mang xuống lăng trì thị chúng, ngày quy định một tháng, lấy đó răn đe. Đây là muốn mỗi ngày cắt thịt ra, không cho Cố Viễn đạt được chết một cách thống khoái, muốn cho y sống tạm một tháng thị chúng, muốn làm cho tất cả mọi người thấy kết quả của tên phản tướng này." lập tức có quân sĩ vào tới như lang như hổ, trước tiên một sợi dây thường ngay lập tức xiết miệng của cố viễn đạt, tránh cho y khỏi cắn lưỡi. Sau đó nhanh chóng kéo y ra xa, xé quần áo, dùng một tấm lưới nhỏ trói lại, lúc này hành hình, mảnh đao nhỏ xẻo tới thịt ngăn cách trong tấm lưới. Trưởng môn của ba đại phái hoặc hừ lạnh hoặc cười lạnh, Vũ Văn Yên vuốt dâu nói. Đứt đường sống của y, một lần hành động thành công bắt giữ, thượng tướng quân quả nhiên diệu kế. Một chỗ rừng sâu núi thẳm, một đám người như chim sợ cành cong lách mình vào tụ tập thường lâm tiên cùng với nhân thủ của ba phái đã giết ra khỏi trùng vây từ trong đại quân vây công